nhiệt liệt hoan nghênh Trần Tiên Sinh đến thị sát. Tôi là Mã viện trưởng bệnh viện Khang An. Ồ, đây là giám đốc Hoàng Sao. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ha ha, Trần Tiên Sinh, xin lỗi. Hôm qua đã không nhận ra anh. Tất cả chỉ là không cần khách sáo. Ngồi xuống đi. Ngồi, ngồi. Sao nào, kết thúc rồi. Ở cuộc họp kết báo cáo với anh một chút. Ừ. Bệnh viện chúng ta đang họp để loại bỏ kẻ gây rối. Tôi đang định xử lý nghiêm khắc. Này, này, này họ. Cuộc họp kết thúc rồi, kết thúc rồi ư? Vừa rồi không phải còn nói sẽ... sẽ xử lý nghiêm khắc tôi sao? Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi. Sao này, Trần Tiên Sinh. Vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm à? Nhưng nói với tôi chẳng có tác dụng gì. Đúng. Đúng 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 bác sĩ tô này vừa rồi là chúng tôi đã đổ oan cô rồi cô lượng thứ mong cô lượng thứ lượng thứ lượng thứ vừa rồi không phải còn nói sẽ xử lý nghiêm khắc sao sao bây giờ lại thành oan ức rồi không không, không. là chúng tôi đã có sự nhầm lẫn nhầm lẫn thôi xin lỗi xin lỗi cô mong cô tha thứ tha thứ mong cô tha thứ mong cô tha thứ mong cô tha thứ Phó viện trưởng mã nói bệnh viện chúng ta hình như không để gây rối, những kẻ độc ác, tham ô, trần tiên sinh là ý gì? Ngoài xã hội và còn có cả trong bệnh viện này đều có một số lời đồn nói rằng giám đốc Hoàng thỉnh thoảng nhận phong bì đỏ của người nhà bệnh nhân và còn chơi luật bất thành văn với cấp dưới hả à, trần tiên sinh đó, đó đều là bịa đặt đó đều là do mấy tên của xã hội nói bậy. trần tiên sinh anh nhất định phải điều tra, điều tra rõ ràng điều tra rõ ràng ư ừ. nhất định là rõ ràng bởi vì những lời đồ chính tay tôi điều tra và chiêu tuyết năm nghìn tệ la Chí chính tám nghìn tệ khâu văn dương sáu nghìn tệ còn những phong bì đỏ này nữa đều là từ văn phòng của anh mà ra đây là đĩa cd này anh thấy quen không đều là bằng chứng âm nữ bác sĩ tên cặn bã đừng đừng trần Hạo vũ anh ta lợi hại thật đó tên cặn bã này cuối cùng cũng bị báo ứng hoàng quế nghiên anh hãy giải thích rõ ràng cho tôi phó viện trưởng tôi xin lỗi xin lỗi tôi đã phụ lòng tin tưởng của ông cút đi cút khỏi tầm mắt tôi Phó viện trưởng Mã, xử lý vấn đề này như thế nào? Tôi nghe nói chị gái hắn ta là vợ của ông. Viện trưởng, chúng ta có thể ra ngoài. Nói chuyện riêng. Một lát được không? Phải làm gì? Có chuyện gì? mà không thể nói người sao? Hay là nói ông trột dạ? Không, không, không chuyện này tôi thế tôi đi báo cáo với trưởng khoa trước được chứ được thôi được rồi ngoại trừ Hoàng. quế nghiên ra những người khác về làm việc đi này rốt cuộc anh ta là ai? ai vậy bệnh viện này lão cao anh ta chắc đã nhờ nhau giúp đỡ này đừng nói chứ anh ta thật sự có khí chất của nhân vật lớn nào đó lý do à cậu không nghĩ đến chuyện phát triển mối quan hệ với anh. Tôi thấy trừ xuất thân ra, anh ta thật sự không thua kém gì mấy cậu ấm cô chiêu. Cậu biết không, cậu được anh ta. Vấn đề lớn nhất của cậu chính là quá, lý trí. Thích một người. Tại sao nhất định phải nhìn thấu người đó chứ? Bản chất của tình yêu là cảm tính mà. Nói cho tôi biết đi. Có phải cậu ghét? Ở chung với anh ta không? Ừ, không hai năm qua người được cậu đánh giá như vậy chỉ có mỗi trần hạo vũ thôi đấy tôi thấy cậu bên cạnh anh ấy cậu cởi mở hơn rất nhiều nhưng nếu muốn ở bên anh ấy tôi cần có thời gian tìm hiểu về anh ấy ôi sao tôi lại quên mất hạ sơn đông chứ nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh ta đã giúp chúng ta xử lý tên họ hoàng bây giờ tâm trạng tôi rất tốt nhưng cậu đừng quên, đang là Mã Như Lương. Hắn ta mới lợi hại. Đúng vậy chỉ cần có Mã Như Lương thì chúng ta vẫn không có ngày nào được yên ổn. Giờ phải làm sao? Nếu anh ta có thể giải quyết được cả Mã Như Lương và thật sự kiếm được 30 triệu tệ thì mình liều một chút theo anh ta. Cũng đáng. Đi thôi. Này, Trần Tiên Sinh, xin anh tự trọng. Ngừng ngay việc vu khống Giám đốc Hoàng. Bằng chứng dành dành ra đấy không thể chối cãi. Đúng, chính là vu khống. Giám đốc Hoàng luôn luôn thanh liêm trong sạch. Làm sao ông ấy có thể nhận hối lộ được? Thanh liêm trong sạch, tôi ư. Ừ. Đúng, à đúng, đúng, đúng. Phó viện trưởng Mã, ông có chắc chắn với những gì mà ông vừa nói không? sao lại không chứ nếu cô có ý kiến gì thì có thể tự đi tìm bằng chứng hóa ra là vậy vừa rồi là ông giao hủy bằng chứng có vẻ như việc hoạt động của camera giám sát toàn bệnh viện đều hoạt động không được tốt camera giám sát của bệnh viện xuống cấp nghiêm trọng Thỉnh thoảng hỏng một chút cũng là điều bình thường. Ông đúng là vô liêm sỉ. Ở bệnh viện này, có, ai là không biết Hoàng Quế Nghiên là loại người như thế nào? Hôm nay, ai làm ẩm ý lên như vậy? Không phải là vì hắn ta muốn gạ gẫm. Lý do của chúng tôi sao? Bác sĩ quý, lời này không thể nói lung tung. Được. Tôi thấy giám đốc Hoàng là người thanh niên trong sạch. Nói không chừng chính bác sĩ tôi là người đã câu dẫn ông ấy đấy. Thật là không biết xấu hổ. Trần Tinh, có thể anh vẫn chưa biết. Mối quan hệ của tôi với ông Cao rất đặc biệt. Anh là cổ đông lớn của bệnh viện, nhưng thể diện của nhà họ Cao. Anh không không thể không nể chút nào. Đủ. Đủ rồi, chuyện hôm nay nên dừng lại. Em quyết định nuốt trôi cục tức này sao? Không thì tôi có thể làm gì được đây. Kéo dài thì tốt cho anh. Lý do nói đúng. Chúng ta thật sự không thể đắc tỏa họ Cao được. Đúng vậy, nên biết điều một chút. Biết thời thế là người tài giỏi làm âm ý thêm nữa sẽ mất mặt vậy thì đi thể diện anh có thể không nể nhưng thể diện của cô ấy anh nhất định phải nể yên tâm hôm nay tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này cho anh cao thành cao thành này tôi nói cho các người biết trần tiên sinh chúng tôi đừng nói là tôi mà ngay cả bố tôi gặp anh ấy cũng phải cung kính ông nghĩ ông là ai mặt dạy đời cao đại thiếu sao anh ta lại được tôn quý như vậy Không phải dạy dỗ hai người các người thần tiên sinh quế Nhiên có sai thì có liên quan gì đến tôi anh không thể bỏ qua pháp luật vi thu riêng mà bắt cả tôi anh rể anh đừng giải thích thêm nữa. Tôi đã đưa tài liệu anh nhận hối lộ cho Trần Tiên Sinh rồi. Cái gì? Ngươi làm cái quái gì vậy? Cút đi. Đây. Bên trong có video anh tham ô. Cô nhận hối lộ như thế nào? Có muốn xem lại không? Cái này, rốt cuộc là sao? Không phải anh vừa ra ngôi chứng sao? Đương nhiên tôi và Giám đốc Hoàng đã có một cuộc trao đổi thân mật. Dĩ nhiên là ông ta cũng đã lựa chọn đúng đắn. Anh có biết chị gái anh sắp đi đời nhà ma rồi không? Anh còn không lo lắng sao? Thế này đi. Anh đưa bằng chứng của hắn ta cho tôi đi. Tôi sẽ về xem xét chuyện của chị gái anh. Được không? Cái gì? Anh, vậy tôi có thể cứu được bản thân tôi không? tôi á, có lẽ tôi có thể cân nhắc tha cho anh, nhưng tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. anh rể của tôi, lương và cao thành nhà họ cao là anh em tốt. nếu như bố của cao thành tới, thì hai người các anh sẽ khẩn đâu. tôi cho anh cơ hội cuối cùng, ba giây tự anh suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cái gì? tôi và anh rể anh quan hệ rất tốt. Anh yên tâm, bố tôi biết như thế nào là phải trái. Anh, Cao Thành. 3, 2, 1, tôi nói, được lắm, xem ra. Đã chuẩn bị từ trước. Thua thảm hại thật rồi. Đừng diễn nữa nói nhiều cũng chỉ là ngụy biện. Oh Đưa anh ta đi. <cười> <cười> này, này, Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh. Đừng đưa tôi đi. Trần Tiên Sinh, đừng đưa đúng tôi đúng đi. Muốn tôi buộc tội họ triệt đề. thì để. <cười> <khi> <cười> chút bằng chứng này vẫn chưa đủ. Tôi giao lại hết cho anh. <laughs> hóa ra vừa rồi anh đuổi chúng ta ngoài là để thu thập bằng chứng buộc tội mã như lương đương nhiên ta gây bất lợi cho em tôi nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc vừa rồi thấy tôi có ngầu không ồ ồ là sao không phải em thấy tôi nhạt nhẽo đấy chứ em không khen ngợi anh được câu nào sao Này lý do. Trước đây cậu ít khi cười lắm. Từ khi ở bên anh ấy. Cậu cười nhiều hơn đúng không? Vậy sao? Chúng tôi còn có việc. Đi trước nhé. Khi nào hai người kết hôn thì cho tôi ngồi bàn chính nhé. Hả? Trần Tiên Sinh, cáo tử lý do, nói cho em một bí mật, em còn nhớ rất lâu chị đã nói với tôi, nếu tôi kiếm đủ ba mươi triệu, thì em sẽ làm bạn gái, gái tôi, Ừ. anh, anh thật sự kiếm được rồi à, đúng vậy, hóa ra anh đã chữa bệnh cho cả. Cào vĩnh phú Chẳng trách vừa nãy cao thành lại giúp anh như vậy. Vậy. Vợ tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh, hay là vợ anh? Em lại muốn nuốt lời à? Tôi là người nói được là Làm được. Nhưng mà ở bên Tôi chưa chắc đã là... là hạnh phúc. Tôi là đạo sĩ. Tôi nói là phúc thì chính là phúc. Thật ra nhiều lúc tôi cũng không nhìn thấu anh. Tôi muốn hỏi anh một câu, anh có phản bội tôi không? Không trả lời nhanh vậy. chắn là đang lừa tôi. Dĩ, chúng ta kết hợp làm đám cưới theo kiểu đạo giáo rồi. Đám cưới kiểu đạo giáo. Em có biết lời thề trong hôn lễ là gì không? Anh nói thử xem. Tôi hôn thú. Tấu lên kiểu tiêu. Báo với địa phủ. Tâu với tam thánh. Thông báo tam giới. Sớ tấu lên trời sư tổ nghe lệnh. Tình giám. Nhật nguyện đồng lòng. Nếu phụ lời nhau thì 7 ngày sau sẽ lên Tây Thiên Sinh tử đoạn Tuyệt bị đuổi khỏi tam giới Vĩnh viễn không được luân hồi Ghê vậy sao Ghê lắm à? à Chỉ là cả đời chỉ yêu một người thôi Cho dù người ấy có chết Thì tôi cũng nguyện cả đời không lấy vợ nữa Thế nào Em có sẵn lòng không Không nhé Không nói gì có nghĩa là em đồng ý nhé Em không từ chối cũng là đồng ý đấy. Cái gì vậy Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để từ chối anh, để không làm tổn thương lòng tự trọng của anh đấy. Ai mà tin được những lời nói chứ? Lòng tự trọng của tôi. Đi thôi, đi đâu? Về nhà ngủ tiếp. Vậy đi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Này, bên trong có cái gì đó, có chỗ, phải vào mới biết được. Cô là, là ai? Chị Lý Giao? <laughs> sao em lại đến đây? <laughs> em về từ hôm qua rồi. Chị à, anh chàng đẹp trai này không phải là bạn trai chị đấy chứ? <laughs> ừ, đoán. Đúng rồi đấy. Tôi chính là chồng tương lai của chị gái. Nói vậy tức là vẫn phải không? Tôi e rằng anh khó qua ai lắm. Có chuyện gì sao? Nhà họ tô các người lợi hại lắm hả? Sao? Chị... Anh sợ rồi à? Sợ ư? Trong từ điển của tôi không có từ sợ hãi. Vậy thì tuần sau đi đăng ký kết hôn với tôi đi. Hả? Bị điên à? Anh sợ à? Không. Trước đó là giả vờ làm người yêu. Bây giờ lại đòi kết hôn. Cô tô. Giúp cuộc cô đã đa... trò cho ai xem vậy? vậy. Anh đoán xem. Theo mạch chuyện này, thì chắc chắn cô là con gái của một gia đình và cô bị ép kết hôn phải không để anh rể anh tuyệt vời thật đấy đoán chuẩn quá thật sao không thể nào chuyện này chắc chắn là đang bị thay đổi gì rồi không có thay đổi gì cả hay thật sự không có gì là lạ sự là vì trốn kết hôn nên mới đến đây vậy là em muốn kết hôn giả với tôi là để trốn tránh mối hôn ước môn đăng hộ đối nào đấy. Đó à. Ừ, gia tộc này thật sự. không dễ chọc vào đâu. Nhưng nếu anh hối hận, giờ quay đầu vẫn còn kịp. Tôi cũng không muốn làm tổn thương anh. Em cũng đang quan tâm đến tôi sao? Ừ, Trần Hạo Vũ, tôi thừa nhận là tốt tình cảm với anh. Nhưng sự cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ yêu anh mất. Cho nên hôm nay chuyện tình cảm chỉ dứt khoát quá đấy, giống như làm phẫu thuật. Em không phục chị quá chị đúng là thần tượng của em vậy câu trả anh là gì tôi tôi là đàn ông cả đời này tôi sẽ không bao giờ làm kẻ đào ngũ trời đất chứng giám nhật nguyệt đồng lòng coi như anh còn là đàn ông tôi tôi thật sự ghen tị với tình yêu đôi lứa của hai người nhưng còn bố mẹ chị thì sao hôn nhân của tôi tôi tự chị ơi phục chị quá không biết anh có thể chịu đựng được áp lực từ hai nhà họ tô và họ hạ hay không khó quá yên tâm đi anh rất có bản lĩnh này này em đến tìm chị có chuyện gì chiều nay có buổi đấu giá đặc em muốn đến xem em lại muốn đi xem đấu giá đá quý à chẳng phải đó đó là điều mà bố đã nghiêm cấm sao nhưng em không thể từ bỏ những thứ mình muốn chị chỉ cần đưa em đến đó đó em sẽ nói cho chị một bí mật được rồi. Chị, chị thật là tốt bụng Hai người đẹp Mấy hòn đá mục nát này Bên trong thật sự có thể Thể cắt ra ngọc lục bảo sao Thần tiên cũng khó học. Đây đều là đá quý thô Trước khi cắt ra Không ai biết bên trong có ngọc lục Bảo hay không Pháp lực của mình Lại có thể phát hiện được linh khí Của ngọc lục bảo thô Viên đá này có linh khí mạnh và đậm nhất Ngọc bích bên trong chắc chắn là tốt nhất Sao tôi lại cảm thấy bên trong viên đá có ngọc bích nhỉ anh rể, theo kinh nghiệm của em, viên đá này không thể cắt ra ngọc bích được. Có cắt ra cũng không đáng giá. Cô có kinh nghiệm chứ? Em ấy từ năm 16 tuổi đã bắt đầu học cách xem đá quý. Đến nay đã, đã tiêu 10 triệu tệ. Và kiếm được 300 triệu từ việc chọn ngọc. Thật hay giả vậy? Em là thiên tài trong chọn đá quý đấy. Nếu không phải bố em sợ em quá nổi bật, không cho em ra tay, thì em đã sớm giàu rồi. Này, Lý Giao, chào em. Lý Giao, người này là, tôi là vị hôn thê sắp kết hôn của cô ấy. Ây, này. Sao anh lại không biết thân biết? vậy hả? Tôi bắt tay anh chỉ là xã thôi. Nhưng anh không xứng với điều đó. Người giàu được chia thành 6, thành 9 cấp. Thì tôi là bậc chín. Còn anh nhìn cái dáng vẻ hèn mọn của anh kìa. Anh như hạt bụi dưới đất vậy. Tôi dẫm lên cũng... Cũng chả cảm thấy gì. Anh quá đáng rồi đấy. Tôi... Chỉ nói sự thật thôi mà. Không... Vẽ đã chọc vào lòng tự trọng thấp hèn của sao? Chúng ta đi chỗ khác. Anh cao quý làm sao? Người như tôi hả? Sinh ra ta đã là con nhà quyền quý. Không giống loại người như anh. Sinh ra ở tầng lớp bếch. Nhất của xã hội như một con chó cho dù anh có vẫy đuôi cũng không được tôi coi anh rể nói với anh về như vậy anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu Xỉ nhục anh ta anh ta sẽ rất dễ nổi anh đừng để trong lòng các người cười cái gì tôi đang thấy thương hại cho anh đấy tôi ư anh có biết câu trời đất vận hành mạnh mẽ người quân tử cần phải tự lực tự cường không ngừng nghỉ không người quân tử tự có nhưng chưa bao giờ thường sao còn anh anh chỉ biết dựa dẫm vào, vào bố mẹ tự giam mình lại trở thành một kẻ ếch ngồi đáy giếng ngươi tôi chưa bao giờ tự coi thường bản thân mình anh không ghen tị với gia thế hiển hách của ai suy si cho cùng xuất thân của mỗi người chỉ là điểm khởi đầu bản thân mới quyết định điểm cuối cùng còn anh chỉ là một kẻ vô dụng điểm cuối cùng mà anh có thể đạt tới chắc chắn sẽ kém xa tôi. Cho nên, anh lấy đâu ra tự tin mà đòi xếp ngang hàng với tôi thế. Anh dễ ngầu quá. Thấy chưa? Chưa. Đấy mới là người đàn ông khiến tôi rung động. Lý do à? Cô không ngửi thấy mùi hôi hám. Trên người, người tên nhà quê đó sao? Cho dù thấy, thì cũng là... Người thấy mùi hôi hám trên người anh thôi. Đi thôi. Viên đá này, tôi đấu giá xong mà. Anh vẫn còn nhớ đến mấy viên đá thô này được. À. Vừa nãy em gái đã nói rồi. Viên đá này vô dụng. Chắc là không có giá trị gì đâu. Vậy thì, lý do, em có dám cá cược với tôi không? Viên đá này. Cắt đúng học lục bảo. Phải hôn tôi một cái trước mặt mọi người ở đây. Đây. Nếu không cắt ra được gì, thì tùy em xử lý. Chị ơi, chị mau đồng ý với anh ấy đi. Tin, chị nhất định sẽ thắng. Được, đồ nhà quê như anh. Còn muốn học theo nhà giàu chúng tôi. Tôi chơi đá quý à? Này đàn kia, anh có dám cá cược với tôi không? Anh muốn cá cược kiểu gì? Đơn giản thôi. Hai chúng ta tùy ý chọn một viên đá. Ai cắt ra được ngọc bích đắt nhất, thì người đó thắng. Nếu không thì quỳ xuống dập đầu ba cái đến khi chảy máu. đừng nghe lời hắn ta đúng vậy anh ta là chuyên gia làm sao anh không dám thì thôi dù sao thì nhà quê như anh kiếm chút dễ dàng gì đừng để để nhát ngọc bích không thấy đâu thì chỉ có nước ra đường ngủ thôi tiền của tôi đều là tự kiếm ra tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu còn tiền của anh đều là bố mẹ cho đúng không anh tay chân cũng không thiếu hay bị tật gì sao cứ phải làm con đỉa đói vậy kiếm việc tự thân vận động lấy không không phải tốt hơn à? Hơn nữa, rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin mà lớn tiếng với tôi vậy? Anh còn dám cười nhạo tôi à? Hỏi anh, anh có dám cá không thôi? Được, khích tướng cũng khá đấy. Vậy thì cá cược thôi. Đừng nóng vội. Chị ơi, chị mau khuyên anh ấy đi, tưởng anh ấy, ừ, anh ta thật có thể thắng được sao? Vậy thì tôi chọn viên đá thô số 37. Viên đá này được đấy. Nhưng cho tôi đi. Anh tưởng tôi nói thật à? Ánh mắt của anh làm sao tốt bằng của tôi được? Viên đá một nát này e là cắt ra cũng chả có ngọc bích. Anh cứ đợi mà thua đi, tôi chọn xong rồi. Nào, hãy xem đá của ai. Có ngọc bích. Tôi cũng chọn xong rồi. Gì? Viên đá thô này không được đâu. Để em chọn giúp anh. Tôi thấy viên này có duyên với tôi nên tôi sẽ chọn nó. Trời ạ! À, em thật không biết anh định thắng kiểu gì nữa. Nói cho anh biết nhé. Viên đá của tôi đã được chuyên gia thẩm định rồi. Chắc chắn có ngọc bích. Đó xem ai khóc lắm. Nói nhiều cũng vô ích. Người đâu? Trong chơi đá quý người ta nói một nhát cắt có thể nghèo, một nhát cắt có thể giàu. Nếu nhát cắt này của chúng ta Thật ra Ngọc Bích thì lời to rồi. Họ thật sự cắt ra rồi đến xem đi. Trời ơi, đây lại là Ngọc Bích băng chủng. Giỏi đấy, đây là Ngọc Bích băng chủng. Chỉ đứng sau Ngọc Bích đế vương. Quê anh thua chắc rồi. Mau quỳ xuống dập đầu đi. Ngọc Bích băng chủng ít nhất cũng 10 triệu Sao có thể thắng được anh Viên đá thô mà anh dễ quá kém Cho dù cắt ra ngọc bích Cũng không thể sánh bằng ngọc bích bằng chủ Anh thua chắc rồi Giờ phải làm sao Trừ khi có thể cắt ra ngọc đế vương Nhưng ngay cả tôi cũng chưa từng được Viên đá thô nào Cắt ra ngọc bích đế vương Làm sao anh ấy có thể chứ Xem ra lần này anh tính toán sai rồi. Tôi sắp thua rồi. Sao em lại có vẻ vui mừng thế? Vì tôi chưa từng thấy dáng vẻ thảm hại của anh. Em vẫn chưa hôn tôi mà. Cho nên tôi không thể thua được. Nói nhiều cũng chỉ vô ích thôi. Xem anh có thể cắt ra được cái gì. Nhìn kìa. Có ánh ngọc bích. Tôi thừa nhận anh cũng có may mắn một chút nhưng anh không thể cắt ra ngọc đế vương được đâu. trời ơi trời ơi nhưng mà viên đá này thật sự cắt ra ngọc đế vương sao? suýt hù chết tôi rồi, mình còn tưởng giống như nhân vật phản diện trong phim ngắn, mình lại tự vả mặt nữa chứ. Nhóc con. Tôi thừa nhận anh có chút may mắn. Nhưng so với tôi, anh còn kém lắm. Bây giờ lập tức quỳ xuống. Xu cú dập đầu cho tôi. Cho dù anh, anh có dập đầu, tôi cũng tha thứ. Loại người hèn hạ như anh. Chỉ xứng quỳ dưới mặt đất. Trời ơi anh rể, anh giỏi quá. Sao vậy? Viên đá thô mà anh rể chọn để cắt ra. Là ngọc bích long trùng. Còn quý hơn cả Ngọc Đế Vương. Ngọc Bích Long Trùng chỉ có trong sách giáo khoa mới thấy. Vậy thì so với của anh ấy, Ngọc Bích Băng Trùng tuy quý giá, nhưng không thể so sánh với của anh được. Viên Ngọc Bích này ít nhất cũng trị giá 60 triệu. Ồ, vậy ý của cô là tôi thắng rồi. Sao có thể là Ngọc Long Trùng được? Không thể nào. Đừng nhiều lời nữa làm như những gì đã gi... mau quỳ xuống sao tôi có thể thua được trước mặt bao nhiêu người như vậy mà bắt tôi quỳ xuống đừng nói nhảm vô ích nữa đấng nam nhi nói lời giữ lời đã giao hẹn thua phải quỳ thì anh phải quỳ tôi tôi xin nhận thua thua nhưng tôi mong anh hãy suy nghĩ kỹ lại một chút vì nhà họ Hạ là một gia tộc mà anh không vào nhưng tôi lại không thích suy nghĩ quá nhiều. Dừng tay. Xin chào. Mẹ, chị ơi, bí mật mà em muốn nói với chị là gì đã biết về sự chung sống của hai người. Nên đã đến đây để bắt. Sao em không nói sớm? Lý Giao, nói xem chuyện là như thế nào. Đây là chồng tôi. Cô gọi anh ta là gì? Đây là bạn trai tôi. Cũng là trai của tôi. Cô tiếng chồng thì có vấn đề gì sao? Tô Giao, cô còn biết xấu hổ không? So với người bán con gái thì... Mặt mũi của tôi cũng không dày lắm đâu. Tôi đã điều tra anh ta rồi. Xem bói hành nghiệp, lừa đảo bịt bợm. Mắt nhìn người của cô sao kém thế. Mắt nhìn người người của tôi dù kém đến đâu. Cũng là người hơn anh. Ta. Anh ta đã khiến bao nhiêu phụ nữ phải rồi. Thật kinh. Tôi, tôi đã thay đổi rồi. Tôi không muốn sau khi phải đội mấy chục cái sừng đâu. Chào gì. Đừng có gọi tôi như vậy. Cậu là kẻ ngạo mạn, hống hách vô lý. Tôi... tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý để lý do mọi người như anh, gì à, à tôi ngạo mạn hống hách sao? Có... Có phải gì hiểu lầm gì không ạ? À? Tôi thấy cậu sỉ nhục anh, cậu còn muốn cái à? Đúng vậy. Dì Lâm, đáng lắm. Còn vô cớ bắt tôi quỳ xuống. Định đánh tôi nữa. Dì nhất định phải... phải đòi lại công bằng cho tôi. Mẹ, không phải vậy đâu. Im miệng. Mẹ tự có quyết định của riêng mình. Sơn Đông là đứa trẻ tốt như vậy. Nó có bắt nạt ai bao giờ đâu. Vậy mà có cậu lại ép nó quỳ xuống không phải đâu gì là anh ta bắt con quỳ xuống trước rồi bày ra cái trò ở cá cược gì đó cuối cùng anh ta thua rồi im miệng xỉ nhục cậu khi nào sao tôi không thấy hơn nữa cho dù nó xỉ nhục cậu trước thì cậu cũng nên nên tự kiểm điểm lại bản thân mình sao nó không xỉ nhục mà lại xỉ nhục Dì vẫn là người biết chuyện nhất. Mẹ, mẹ có lý lẽ không vậy? Tôi nói sai gì à? Tôi sao? Dì bớt giận à? Vì con mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhìn chuyện thế nào kìa? Thật không cậu có thể so sánh với đông chứ? Sơn Đông à này. Tôi thấy cậu hơn hẳn anh ta đấy. Tôi kiên quyết ủng hộ Lý Giao lấy cậu. Dì yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ khiến Vũ Giao hồi tâm chuyển ý. Còn anh, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Thì chuyện này coi như tôi mà phải quỳ xuống xin lỗi anh à. Anh có biết lý lẽ không? Người ta đã sẵn sàng. Thứ cho cậu rồi. Sao cậu còn không biết điều? Điều vậy hả? Cậu nên biết chuyện. Thế nhà họ hạ rất lớn. Sơn Đông không so đo với cậu. Là anh phải thắp hương bái Phật rồi. Cậu chỉ là một thằng hề lông bông. Ngay từ xuất thân đã định sẵn rồi, vĩnh viễn không bao giờ có quyền. Xúc phạm nhà họ hạ chúng tôi đâu, tôi và Lý Giao mới là một đối. Còn anh chỉ là một tên si tình hèn. Còn muốn lật ngược tình thế à? Đừng có... Có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Giấc mơ của anh cũng nên tỉnh rồi đấy. Còn muốn cưới con gái tôi nữa chứ. Muốn vậy thì anh phải vượt qua núi cao biển rộng đấy. Biết điều mà lùi đi. Nếu sự tức giận của nhà họ hạ sẽ thiêu chết con thân. thiếu thân không biết điều như cậu. Thành cho bụi. Anh rể, hay là thôi Đi Quyền thế nhà họ Hạ quả thực rất lớn Đừng làm căng quá Hơn nữa nên nể mặt lâm một chút Em sẽ luôn ở bên anh Anh Gì à, con người tôi Vốn dĩ rất bướng bỉnh. Có câu nói thế nào nhỉ? Yêu nhau mấy sông cũng nội, mấy đèo cũng qua. Tôi cũng không cần sự giúp đỡ của những hào môn. vì bản thân hào môn. Mày, anh ngầu quá. Thì em nợ tôi đấy nhé. Mẹ. Mẹ thấy rồi đấy. Đây chính là tình yêu của chúng. Con, các người muốn chọc tức chết tôi. Ngươi đi quá xa rồi đấy. Vậy thế nào là đi quá xa? Nếu vậy thì tôi sẽ quá đáng hơn nhiều lần nữa. Đến lượt anh phải trả rồi. Đầu anh phải dập đủ một cái cũng không thiếu. A à a. À à, vừa nãy nói là ba cái, sao bây giờ lại thành năm cái rồi? Ra tính thế nào vậy? Tính theo đó đấy, anh Trần Tiên Sinh. <laughs> Ai dám xúc phạm tới Trần Tiên Sinh? Cái gì thế này? Được lắm, anh lại còn leo lên được tới nhà họ Cao nữa chứ? Là nhà họ Cao chúng tôi may mắn. Leo cao được lên gặp Trần Tiên Sinh mới đúng. Cái gì? Cao Vĩnh Phú, chẳng lẽ... Lại... Vì thằng nhóc này, mà ông trở chớ... mặt với nhà họ hạ chúng tôi sao? Tôi khuyên ông... Ông tốt nhất là tự biết thân biết phận đi. Hôm nay nếu bố của cậu ở đây, tôi còn nể mặt. Cậu vài phần. Nhưng còn cậu là cái thá gì dám giao ai với tôi hả? Cao Vĩnh Phú, hắn ta không đáng để ông nể mặt đâu. Hạ Sơn Đông mới là người tài giỏi. kia à, phải nói là mắt nhìn người của gì quá kém. Cậu nói cái gì? Dì nhìn kỹ anh ta xem. Quần thâm mắt, mắt thẫn thờ. Ở chậm chạp. Đây chẳng phải hình của việc. Dục vọng sao? Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn lăng nhăng với mấy cô gái trẻ kia nữa. Ca hát thâu đêm suốt sáng. Cái ấy ấy của anh sẽ không còn tác dụng nữa đâu. Tên khốn, tôi sẽ kiện anh tội phỉ bán. Tôi là bác sĩ bệnh viện Khang An. Nếu anh có vấn đề, tôi có thể giúp anh kiểm tra toàn diện. Nếu là anh dám. Dì Lâm, Sơn Đông à, chúng ta đang vô an cho con. Loại tiểu nhân này gì gặp nhiều rồi. Mẹ, mẹ có lý lẽ. Ấy không vậy. Bà Lâm nói cho bà biết. Bà có thể đắc tội với tôi, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm. Trần tiên sinh. Vừa rồi là lần cuối cùng đấy, nếu không tôi sẽ không tha cho bà. Ông, Trần tiên sinh chúng ta đi thôi. Gì à, Cao Vĩnh Phú ông già đó quá kiêu ngạo. Rồi, ông ta dựa vào đâu mà dám hung dữ. Cậu thì hiểu cái gì chứ? Không đáng lo ngại. Nhưng đằng sau họ có một, chẳng lẽ là Dương lão, với quyền thế của Dương lão. Một câu nào? Là có thể quyết định vận mệnh nhà họ hạ. Tôi có việc gì vậy? Là thế. Tôi có một người anh lớn, vợ anh ấy ba năm trước đột quỵ, trở thành người đã tìm hết các chuyên gia trong và ngoài nước đều không thể cứu được cho bà ấy. Không biết anh có cách nào không? Trên thế giới này bác sĩ nào cũng giỏi, nhưng người nói có thể cứu được người ở tình trạng thực vật thì thật sự là không có. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ có thể nói là có thể thử. <laughs> nhưng có thành công hay không thì tôi không đảm bảo. Vậy thì tốt quá rồi. Đi, tôi đưa anh đi ngay bây giờ. Tôi không đi. Tại sao? từ cổ dĩ bất khấu môn. Đây là quy tắc trong nghề của chúng tôi. Ồ, được. Vậy tôi liên lạc với anh ấy trước đã. Này, gì lâm đầu? Họ. họ đi rồi à đúng rồi hạ sơn đông chắc chắn Đánh trong lòng còn khó chịu lắm cẩn thận một chút ừ. không sao xin lỗi anh em không biết mẹ em lại có thành tích lớn như vậy gì ấy bình thường em cũng thấy lạ hôm nay bà ấy lại cư xử khác thường như vậy nhớ đâu là cố tình giả vờ thì sao? không có gì, có tạo một chút không? Được. Hả? Tôi đã gặp Trần Hạo Vũ rồi. Hả? Đứa nhỏ này rất điềm tĩnh, tính cách quả không phải con gái chúng ta chọn. Cái tên hạ kém xa cậu ta, nếu không phải nhờ nhà họ hạ giúp, tôi đã sợ. Xe xác anh ta rồi. Thôi được rồi tôi sẽ tiếp tục diễn vai ác phụ vậy. Trước tiên cứ ổn định Hạ Sơn Đông. Đợi anh vượt qua khó khăn này đã. Đây là ai vậy? Trông có vẻ sang trọng tầm cỡ thế này. Là Dương. Dương Lão, rốt cuộc là ai mà khiến Dương Lão phải đích thân? Dương Lão, tôi đi xem tình hình một chút. Đấy trước nhé, đây là đại ca của tôi, Dương Lão. Dương Lão, đây là Trần Tiên Sinh. Cái gì? Dương Lão lại đích thân đến đây vì cậu ta? À vâng tôi. Dương Lão, tôi khuyên ông tốt nhất nên biết điều một chút chúng tôi rất dễ tính nhưng nếu ông gây khó dễ với chúng tôi thì khó lòng chọn ông đấy đây chắc chắn là cao nhân rồi xin lỗi tôi không biết điều bây giờ tôi chính thức mời trần tiên sinh tôi chữa bệnh cho vợ tôi không biết ngài có đồng ý con gái chúng ta hình như vớ được của báo rồi việc này cũng, cũng được nhưng mà ông nợ tôi một ân tình anh xưa nay chỉ coi trọng tiền đâu có coi trọng ân tình trật tự nào không vấn đề gì Mình tiên sinh mời anh Mời vào. Hai người đến rồi. Trần Tiên Sinh, đầu tôi quế băng chân. Chào anh. Tôi đến để khám bệnh cho mẹ chồng của cô. Trần Tiên Sinh là thế này. Chủ rất nhiều phương pháp điều trị. Nhưng đều không hiệu quả. Ngài còn phương pháp nào khác không? Sao hả? Cô không tin tôi hả? À? Đúng. Nếu ngài cũng dùng phương pháp giống các chuyên gia khác, thì không cần thử tránh lãng phí thời gian của mọi người. Cô... cô Quế, Trần Tiên Sinh quả thật là có bản lĩnh lớn. Chú Cao, bác sĩ cũng nói mình có bản lĩnh lớn. cuối cùng chẳng phải tay hết sao? Im miệng, cô không tin tôi, tôi cũng vậy. Nếu hôm nay thức được bà cụ, cô phải đồng ý với tôi một yêu cầu. được, nói rồi nhé, được. hơi thú vị đấy trần tiên sinh ý này là sao vợ của ông lý do băng mê bất tỉnh không phải do vấn đề thể chất mà là do tâm lý cái này anh cũng nhìn ra được à ừ trần tiên sinh nói đúng mấy năm trước vợ tôi bị lạc mất cháu rồi đột quỵ từ đó đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Trần Tiên Sinh, ngài có cách nào không? Trường hợp của bà ấy, thì những cách thông thường chắc chắn không được. phải nghĩ cách khác, ví dụ như có thể cưỡng chế đả thông khí huyết của bà ấy, kích thích não bộ mới có thể tỉnh lại. Vậy có nguy hiểm gì không? Ông cũng không tin tôi à? Trần Tiên Sinh, Ngài cứ thử đi. đi, xem nào, lập trận kiếm băng giá thuốc vàng. Còn chờ gì nữa? Hả? Vẫn chưa tỉnh à? Cái này? Hả? Bà... Bà xã? Bà xã chuyện gì vậy? Trần tiên thất bại rồi. Tưởng phải khác những người kia chứ. Tại sao chưa tỉnh? Ồ, oh, tỉnh lại rồi. Rõ ràng là chưa tỉnh à. Tôi không muốn bị người khác lừa đâu. Cơ thể của bà ấy đã tỉnh lại, nhưng trong lòng còn vướng mắc gì đó nên, à, bà cụ, cụ đừng buồn nữa. Cháu Chồng... trai bà vẫn còn sống, mẹ, bà xã, bà xã, anh không lừa tôi chứ? cháu trai yêu quý của tôi thật sự còn sống sao cả nhà mấy người không ai tin tôi tin tin tốt quá mẹ cảm ơn trời đất tôi còn có cơ hội chuộc lỗi tiên sinh khi nào gặp lại cháu trai yêu quý của tôi vậy à cái này lại đây đây là ý gì vậy Trần tiên sinh tên gieo một quẻ giá hai nghìn tệ, giá cả công bằng. À được rồi, bà cụ, bà yên tâm tĩnh dưỡng. Trong vài ngày tới, bà sẽ được gặp lại cháu trai. Tốt Tôi... quá, tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, ơn tiên sinh. Có chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. Vừa rồi tôi đã mạo phạm ngài. Mạo lỗi. Vậy là tôi đã làm hết. Cô phải đồng ý với tôi. Ngài cứ nói. Là thế này, mấy hôm nữa tôi đính hôn. Tôi là một đạo sĩ. Không hiểu mấy cái thủ tục đó. Cô giúp tôi lo liệu nhé. Được, cứ giao cho tôi. Vậy Dương Lão, ông cũng đồng ý với tôi một việc nhé. Phải thực hiện đấy nhé. Trần Tiên Sinh. Anh đã giúp gia đình tôi một việc lớn như vậy. Có gì cứ phân phó dặn dò tôi. Lại đây, lại đây, được, không vấn đề gì. vậy nếu mọi chuyện đều tốt đẹp, thì tôi đi trước đây. này đợi đã, ăn cơm rồi hãy đi. ăn cơm gì nữa tôi phải về dỗ bà xã. còn đứng đó nhìn cái gì? không biết vào giúp đỡ. anh cười nhạo em, vì vì anh chỉ muốn nhìn em. nhìn em làm gì? em ở trong trái tim. tim anh là phong cảnh đẹp nhất trong lòng anh. dẻo miệng sao anh không ở lại ăn cơm dương Tuy nhưng anh đã từ chối anh đuổi muốn được ăn cùng ông dương không vậy mà anh lại từ chối ông ấy thì sao chứ trong lòng anh chỉ có em là quan trọng nhất những người khác không đáng kể vậy nên cảm ơn anh đã coi trọng em như nào không cần cảm ơn khách sạn lấy anh nhé vậy ngày mai luôn anh có dám không ngày mai ư để anh xem ngày kia đi Ngày kia là ngày lành tháng tốt được không? Thôi cũng được. Alo, anh bị thần kinh à? Sao vậy? À, không có gì. Tên ngốc Hạ Sơn Đông đó nói ngày mai sẽ quyết đấu với anh. Em biết ngay mà. Hạ Sơn Đông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Anh cẩn thận đấy. Sao vậy? Nếu anh mà không xử lý được anh ta, sao anh có thể cưới được em? Hôn anh. Cái nào? Hôm nay tôi sẽ giết chết anh. Hạ Sơn Đông, gì đấy hả? lý do hy vọng em hiểu rõ một chuyện đó là hôn... hôn ước của em và tôi mấy năm nay anh đã làm, làm hại bao nhiêu cô gái rồi Chẳng lẽ tự anh còn không biết sao? Nhưng em đã bao giờ nghĩ tới hậu quả nếu tôi em... chính là làm mất hạ nhà tôi không? Còn gây ra phiền cho nhà họ tôi nữa. Phụ nữ nhà họ tôi chúng tôi không cần dựa vào nhà anh. Nói hay lắm. Không phải muốn khiêu chiến tôi sao? Lại đây, ngân cường. về chân hắn, đây chẳng phải là chiến bách thắng sao. Tôi không đẹp. Có thể mời được ngu ngân cường đã lực của tôi rồi. Tôi có giỏi thì bảo hắn ta dạy cho tôi phương pháp. Ở hai người cũng tự biết thân biết phận đấy. Hắn ta là cao thủ trong số các thủ. Mười năm nay chưa từng thua. Sao sợ rồi à? Chỉ cần bây giờ anh quỳ xuống dập đầu mười cái. Tôi sẽ tha cho anh. Anh, thế nào? Anh ức hiếp người quá đáng. Tôi đạt các người đấy thì sao? Các người làm gì được tôi? Tôi lắc đầu, có nghĩa là tôi quyết được rồi. Này, ngươi không nghe thấy sao? Lý do vừa nói Ngô Đại Sư 10 năm nay chưa từng thua. Đó là vì hắn ta chưa gặp tôi. Được lắm, nhóc con được lắm. Nếu đã vậy, anh cá cược với tôi một ván. Nếu anh thắng, tôi sẽ hủy hôn ước với Lý Giao. Nhưng nếu anh cả đời này mày sẽ không được gặp lại Lý Giao nữa. Cố lên, em tin anh. Được thôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đánh chết hắn ta luôn đi. Một chiêu quyết định. dáng Long thập bát trường Hơi thú vị đấy. Bởi hận cũng đã muộn rồi. Ô chỉ có thế thôi à? Đến không né được. Thắng bại đã phân, ngươi thua rồi. Cái gì? lợi dụng để chạm vào cơ thể tôi. Sao, sao ngươi có thể không hề hấn gì? Cái này, đây lại là thuần dương đại pháp, khả năng phòng ngự mạnh nhất thế gian, ngươi lại biết được. Ra năng lực của ngươi cũng chỉ có như vậy. Ngươi đắc ý cái gì? Tuy rằng thiên hạ không ai phá được phòng ngự của ngươi, nhưng ngươi chưa chắc đại được Ngô đại sư đâu. Tôi không làm gì được, anh cũng không thắng được tôi. Chúng ta coi như hòa nhau đi, hòa nhau ư? Ngươi nghĩ ngươi xứng với điều đó à? Chúng ta dễ bắt nạt lắm à? à, à, à. cứ à, à. giác thiết thập quyền cậu vừa nói gì tôi nói tôi không nói sai tôi đúng là dễ bắt nạt nhận thua đi tôi thua rồi mẹ kiếp ngô đại sư lại thua rồi sao 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 có thể vậy được thắng bại đã phân anh nhớ phải giữ lời hứa từ nay về sau hủy bỏ <laughs> hôn ước với Lý sao? Còn lâu, gì? Đừng hòng thoát khỏi tôi. Còn nữa đừng hòng ôm Mỹ nhân về. Đồng ý thời gian với nhà ngươi. Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng biết chút võ công là ngon lắm. Nhà họ Hạ tôi hô phòng hoàn vũ, chỉ cần một câu nói là có thể xử lý. Ngươi <laughs> Ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao Bình tĩnh nào Giết hắn ta Thì chúng ta <laughs> sẽ gặp rắc giấc... rối À à à Đồ vô dụng Ngươi cũng chỉ là con chó ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân Vậy bây giờ cậu muốn như nào À à à Chân của tôi Mau đưa tôi đến bệnh viện Đau chết mất Không ngờ anh cũng chút bản lĩnh đấy Ngày mai nhớ kết hôn với Với em nhé Hả? Sao anh muốn người à? Được. Chỉ cần gạo nấu thành công, nhà họ tôi sẽ không dám làm gì anh đâu. Ý em là em đang quan tâm đến anh sao? Chẳng lẽ không được sao? Ha ha, anh lại lợi dụng cơ hội nữa rồi. Tôi không thể thua như vậy được. Được. Tên Trần Hạo Vũ là đáng. Bao giờ để lý giao gà cho loại người đó? Bây giờ anh cứ yên tâm dưỡng thi. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Cái gì Lâm? Đừng để bất cứ bộ tin tức hôn lễ của con gái tôi. Vâng, chị ơi, trông chị thật xinh đẹp. Tiếc là hôm nay chị kết hôn ai đến tham dự. Ai nói vậy? Chuyện đại sự, sao tôi lại có thể thứ? Mẹ đến để gây... Lý do? Con nghĩ ta là người vô lý lẽ như vậy sao? Đây là bảo vật gia truyền. Hôm nay tặng cho con. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm. Nhất định phải hạnh phúc nhé. Mẹ, sao mẹ lại trở thay đổi nhanh như vậy? Vì bà ấy đang diễn kịch. Sao cậu lại đến đây? Sao bà dám nói dối tôi? Tôi thật thảm hại. Hãy hay lắm, ủng hộ tôi cưới Lý Giao. Hóa, Hóa ra toàn là giả dối. Xem ra bà thích hắn ta hơn nhỉ? <laughs> Thông minh ra ừ. phết đấy. Không thể nào. Chắn là có cao nhân đứng sau chỉ điểm. Hà Sơn Đông, ở đây không chào đón loại người như anh. Lý Giao, tôi thấy cô bị bệnh tâm thần rồi. Cô nghĩ cái gì vậy? Hắn ta chỉ là một tên nghèo kết xác. Hôm nay ở hôn lễ này, chẳng có mấy người đến chúc mừng đâu nhỉ? Đồ nhà quê, lấy gì mà so với tôi? Ai nói không có ai đến chúc mừng? Ai nói không có ai đến chúc mừng? Cô đến từ nhà Dương. Trần Tiên Sinh. Tôi dẫn gia tộc Hào Môn đến chúc mừng hôn lễ của ngài. Trần Tiên Sinh chúc mừng hôn lễ. Chúc mừng hôn lễ. Những Hào Môn này đều không hề thua kém nhà họ tôi chúng tôi. Cái gì? Hắn ta làm sao có bản lĩnh như vậy được? ngay cả không có vinh dự này anh là cái thá gì mà dám so sánh với trần tiên sinh hôn lễ của tô tiểu thư lần này là do tôi tự tay chuẩn bị tất cả các nghi thức đều theo tiêu chuẩn hoàng gia châu âu mong cô hài lòng tiêu chuẩn hoàng gia tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nhà họ hạ các người sao mơ tới được anh, anh nghe thấy chứ Chính anh mới là Hạ Sơn Đông, tôi phải nói rồi. Cậu thực sự không xứng để đánh với Trần Hạo Vũ. Đừng mong tôi đồng ý. Bố ơi, bố... cuối cùng bố cũng đến rồi. Tôi hiểu rồi. Hóa ra ông đã nhìn thấy tổ tôi. Đúng. Ngay từ đầu bà đã không đồng ý gả lý giao cho nhà họ Hạ. Chẳng qua, trong cùng giai đoạn phát triển sự nghiệp, nên bà muốn lợi dụng sự giúp đỡ của nhà họ Hạ chúng tôi. Vậy nên tôi sẽ hủy hôn ước ngay lập tức. Gì đi quá xa rồi đấy. Quá xa à? họ chỉ lựa thôi. Ai mà thèm lấy người như... như anh làm chồng. Vậy thì lý do lấy anh cũng chỉ vì... vì lợi ích mà thôi. Đừng mong có được hạnh phúc. Đó là bởi vì anh không hiểu được chút nào cả. Gắn bó tình cảm khác với mối quan hệ. Chỉ có tình dục. Những người chỉ dùng phần thân dưới để suy nghĩ như anh. Đừng mơ có sống viên mãn hạnh phúc. Anh âm miệng, cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói vậy? Cậu biết sức ảnh hưởng của nhà họ hạ lớn cỡ nào không? Ông đi, cái gì? Mặt ông tôi tưởng tượng đấy. Con trai ông là kẻ dục vọng hào sắc. Còn bay đặt ra vẻ chỉ giáo người khác. Có còn chút đạo đức làm người nào không? Lâm dịch. Chẳng lẽ bà vì cậu ta mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ. Vậy thì đã sao? Được lắm. Hóa ra đây là thái độ của gia đình họ Tô các người. Đúng, được rồi, tôi tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Tô. Từ nay không còn sự trợ giúp nào nữa. Ông nói cái gì? Chỉ cắt đứt quan hệ. Con chính thức thành kẻ thù không đội trời chung. Để xem các người sống thế nào. Ha ha ha. Không phải các người xem trọng anh ta hơn tôi. Vậy thì hãy nhà họ Tô đang gặp rắc rối sao? Nhà họ Lâm đã gây dựng và phát triển hơn 10 năm. Nhưng sự cạnh tranh rất khốc liệt. Giúp đỡ từ nhà họ hạ. Bây giờ có vẻ như cơ hội của nhà họ Tô rất mong manh rồi. 10 năm qua sẽ thành vô ích. Tôi... tôi có thể cho bà một cơ hội. Chỉ cần bà cầu xin tôi. Tôi có thể để sẽ mùi lòng mà thương xót. Mau quỳ xuống cầu xin sự thương xót đi. Đừng mơ. Vậy thì chính cô đang tự tay thiêu chết bố của cô. Ủa? Lý do? Đừng sợ. Anh tỏ vẻ cái gì hả? Đây là vấn đề giữa hai gia tộc chúng tôi. Cậu nghĩ cậu có thứ cấp gì mà xen vào? Lời nói của của tôi sẽ luôn là kết quả cuối cùng. Ha ha ha, ai tin được vào điều vô lý này chứ? Ha <laughs> ha. Tôi tin. Cái gì? Tôi cũng hiểu đó. Tất cả các người đều bị điên hết rồi. Một mình tôi có thể hơn tất cả các người. Ha ha, đúng là ảo tưởng mà. Ha ha ha, ông hạ, Trần Tiên Sinh là quý nhân của gia đình cao chúng tôi. Ha, nhà họ cao chẳng là gì với nhà chúng tôi cả. Nếu muốn ủng hộ hắn thì cứ việc. không xứng tầm với tôi. Ông Hạ, đừng tùy tiện xúc phạm ông Cao và Trần Tiên Sinh, nhà họ Dương. Tôi cũng để phần nào, nhưng cô cũng chẳng thể đơn phương đứng lên bảo vệ cho họ. Để ta xem cô có đủ khả năng không. Vậy tôi có đủ trình với ông. Vậy tôi có đủ trình với... Ha <laughs> ha, Dương Lão. Có nào đưa ông đến đây thế? Hôm nay, tôi đến đây để chủ trì lễ cưới. Sao dám tự ý tới đây gây sự? Ngươi thật sự còn coi trọng ta không? Cái gì? Ông sẽ chủ trì lễ cưới hôm nay. Đây là Dương Lão sao? Mơ phải không? Dương Lão, đang đùa tôi đấy à? Có đức hạnh gì chứ? Cậu ấy cũng là khách quý của tôi. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Hóa ra là anh dùng ân tình của để nhờ ông ấy chủ trì hôn lễ cho chúng ta. Đúng. Vậy, vậy thì anh lợi hại thật đấy. Chữa bệnh, cho vợ dương lão. Anh thậm chí còn thành công. Anh đã tốn bao nhiêu công sức. Em không biết sao. Đúng là đã trời rồi. Hôm nay, ngươi còn dám làm càn sao? Dương lão, tôi nào dám thất lễ. Vậy thì xin lỗi Trần Tiên Sinh đi. Cái gì? Ông dám yêu cầu bỗi anh ta ư? Sao có thể như vậy được? Chuyện xảy ra ngày hôm nay là do tôi đã hồ đồ. Hôm nay là hôn lễ của tôi. Mấy người không định chúc phúc cho Trần Hạo Vũ tôi sao? Đừng có được nước làm tới. Cước vị hôn thê của tôi. Đợi đấy mà tôi chúc phúc. Nằm mơ đi. Tôi chúc anh và Tô Tiểu Thư trăm năm hạnh phúc. Bố, con và Tô Tiểu Thư vẫn còn hôn ước mà. Ta tuyên bố hôn ước này bị hủy bỏ. Tuyệt quá. Bố, sao bố lại chịu đựng họ như vậy? Đừng làm loạn nữa, con nên xin lỗi bọn họ. Ngay cả không có nhà họ Dương chúng tôi, thì cũng không có ai có thể cạnh tranh với Trần Tiên Sinh. Dương lão ông làm vậy chi? Chúng tôi đã nhận thua rồi. Sao ông còn phải nịnh bợ hắn ta chứ? đúng vậy thằng nhãi này chỉ dựa hơi nhà họ dương thôi không có họ nó chẳng là cái thá gì lý do <laughs> tại sao em không hiểu lòng tôi tôi thật sự không hiểu tôi thua hắn ta ở điểm nào nếu anh muốn biết tôi có thể cho anh một cơ hội nữa hôm nay là hôn lễ theo nghi thức đạo giáo còn đây là lời thề trong một lễ. Anh dám đọc không? Không dám. Đây cũng là phúc phận của đạo giáo. Nếu sẽ có báo ứng, kỹ nếu dám đọc thì sẽ là dám chết. Chỉ là mấy câu thể thôi mà dọa ai chứ. Lý do là thật lòng thật dạ. đầu đi. Một tờ hôn thư. Tấu lên cửu tiêu. Xuống tới địa phủ. Báo cho chúng sinh. Niêm phong tam giới. A a a. Đó là sự trừng phạt. Không, tôi đối với lý do là thật lòng. Chư thiên sư tổ chứng giám. Trời đất làm chứng. Nhật nguyệt đồng tâm đẹp sẽ bị xét đánh a a a Hạ Sơn Đông anh có dám đọc không Lý Giao em hãy tin anh anh đối với gây tội lỗi chết không lùn hồi a a a không không tôi sẽ không không bao giờ nói dối nữa tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa tôi thú nhận tôi chỉ ham đẹp của Lý Giao thôi tôi không dám nữa rồi tha cho tôi đi a a a thật là mất Mặt. may mà chị họ tôi không lấy anh ta đồ cận bã như ngươi cũng ảo tưởng cưới con gái ta sao không không tôi thật sự xin lỗi tôi biết biết lỗi rồi trời cao có đức hiếu sinh tha cho người. Nhưng thân tâm ngươi sẽ bị thương nguyên khí đại thương Tôi không quan tâm Sao lại thế này Vì đây đều là Anh hãy chứng minh đi Sẽ chứng minh tất cả Hạo Vũ Em tin anh Tôi thấy cô thực sự sợ hãi dối thì có Anh dễ Thôi bỏ đi Hôn lễ đạo giáo này đáng sợ thật đấy Đúng vậy, chỉ cần lý do là được rồi Tôi thấy các người cũng không tin Đúng không tô giao Hắn ta không chỉ ham muốn sắc đẹp của cô mà còn ham muốn tài sản nhà họ tôi nữa. Còn tệ hơn cả tôi nữa. Im miệng. Sao hả? Tôi nói chúng tim đen của cậu nên cậu tức tối à? Em cho kỹ đây. Anh đừng làm loạn. Trần Tiên Sinh, tôi cũng từng về hôn lễ đạo giáo này. Trăm năm nay, chưa từng có ai thành công cả. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh. Anh và Tô Tiểu Thư đã là trai tài gái sắc. Vậy là đủ rồi. Nhưng đây là lời hứa của em với anh. Em không quan tâm. Em chỉ... chỉ cần anh bình an vô sự. Nhưng anh quan tâm. Anh muốn tình yêu của chúng ta được trời đất chứng giám. Vì đây là phương pháp độc nhất. của đạo giáo. Nhưng, anh đã quyết rồi. Tô Lý Giao, em điên rồi. Tại sao lại theo hắn ta? Em bị xét đánh liên lụy sao? Em đã hứa với anh rồi. Ở bên anh, được. bắt đầu rồi sao? Cậu ấy có thể thành công. Nhất định được. Hai người họ nắm giữ không phải là tay nhau, mà là vận mệnh của nhau. Dương Lão, ông kiến thức uyên bác. Ông nói xem Trần Tiên có làm được không? Hôn thư này là pháp khí hiếm có của đạo giáo. Có thể cảm nhận được lòng của người. Bao nhiêu năm nay, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự giả dối. Chưa từng thấy ai tuyên thệ thành công cả trên đời này làm gì có nhiều tình yêu chân thật như vậy trần tiên sinh cũng chỉ thường thôi vậy thì nguy hiểm rồi bắt đầu nhé đúng là tự tìm đường chết không tin cứ chờ xem một tờ hôn thư tấu lên cửu tiêu xuống tới địa ngục báo cho chúng sinh thông lĩnh tam giới trần hạo vũ đừng làm chúng tôi thất vọng đấy năm ngay cả tôi cũng không làm được hắn dựa vào đâu mà làm được trần hạo vũ chết đi, đi cho tôi như thiên sư tổ chứng giám trời đất làm chứng nhật nguyệt đồng tâm nếu phụ người đẹp sẽ bị xét đánh 7 ngày tôi đi thấy chưa hắn ta sẽ bị xét đánh sắp được chứng kiến rồi tôi hiểu cậu ấy có thể bình an Tôi cũng sẽ được mang sao <laughs> Sao em lại bệnh Em không tin anh sao Tại anh bình thường thực quá Em sợ anh đất đánh Lý do ừ. Anh rất em Tại sao Em yên tâm Anh nhất định không khuất phục Bảy ngày tội lỗi thân thể bị đau cắt Nhìn kìa Xét sắp đánh xuống rồi Trần Hạo Vũ tôi thấy cậu sắp chết rồi đấy Mau quỳ xuống Xin tha đi Giờ phải làm sao? Sao lại có sấm sét nữa rồi? Trần Tiên Sinh cũng thất bại rồi sao? Trong dự đoán mà. Trần Hạo Vũ, mau quỳ xuống xin tha đi. Không thì kết cục của mày còn thê thảm hơn tôi nữa. Đúng, đúng, đúng. đúng đừng cố chống đỡ nữa. Dừng lại đi. Trời đất bao la ta có gì phải sợ. nam giới chết không có luân hồi. Anh điên rồi. Anh chết chắc rồi đã chơi ngàn năm để thăng thiên và trở thành bất tử ta đã chịu đựng một ngàn năm tu Tuy luyện gian khổ kiếp nạn khó vượt qua ta sắp hóa thành cát bụi sự tu luyện của ta sẽ là dành cho cậu cậu đã hôn mê hơn 100 ngày cậu cũng tỉnh lại cái gì đợi đã cô đừng nghĩ cô là một cô gái là cô có thể tùy tiện đâm vào tôi nhé cô đã gây tai nạn nên phải đền bù đền bù xứng đáng. Ít là con số này. 200 vạn tệ sao? Không phải 20 vạn tệ thôi sao? Là 200 vạn tệ, tôi không có tiền. Ghi giấy nợ cho anh, sau này tôi chắc chắn rủ cho anh số tiền này. Tôi sắp không trả nổi tiền nhà rồi. Đợi đến khi cô kiếm được tiền trả cho tôi, thì tôi đã ra gầm cầu ở rồi. Hay là thế này đi, để tôi sống chung với cô. Xem như tôi canh chừng cô trả hết tiền cho tôi. Cô thấy thế nào? Lý do, em có ở đây không? Đây là bùa kiểm soát tâm trí mà mình đã xin được, có thể khiến người khác luôn nghe lời mình. Để tôi, ông trời cũng không cứu được cô đâu. Chắc chắn là người nào đó tới đây đòi nợ làm gì. Vậy cô muốn lấy tôi làm lá chắn hả? Không có cửa đâu. Nếu anh không giải quyết rắc rối này, tôi sẽ không để tôi nói cho anh biết. Phụ nữ đều có thể độc ác như những con rắn. Tôi cũng nói cho cô biết trái tim tôi là muốn hại tôi hả? À? không thể nào lý do yêu dấu ơi thật là thoải mái sao anh dám lợi tên nhóc kia cậu tỉnh lại rồi sao là thật hay giả vậy vừa rồi chuyện gì đã xảy ra thế không không phải hai người anh thầm nói với anh nhiều lần rồi đừng làm phiền tôi người đàn cả bạn trai tôi hừm trai yêu. này cô biết đừng tưởng cô cái phúc lợi này là tôi sẽ làm bạn trai của cô. cô. Tôi sẽ không vì cô mà bỏ rừng cây, cây biển cả đâu. Không sao đâu. đâu. Chỉ cần anh chịu ở bên tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ha ha. Sau này anh sẽ sống ở nhà của tôi. Ha ha chuyện xảy ra thế này. Tôi lý do được một người như mình theo đuổi. Mà cô ta cũng... cũng không thèm. Mình không thể chấp nhận sự thất bại này được. Được rồi, vậy tôi tạm thời chịu thiệt. Sống chung vô trong thời gian này. Sau đó tôi sẽ xem cô có làm được không rồi. Rồi tôi sẽ tính tiếp. Được, đi thôi. Là tôi bị điên. Hay là thế giới này điên rồi. Nhìn gì mà nhìn. Cậu không có bạn gái à? Cậu, Tôi lý do bùa kiểm soát của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày mai. Đến lúc đó cô mãi mãi là Anh định ôm tôi đến bao giờ? Đến khi... À à à, có phải cô gái cũng làm như thế này không? Sao cô lại tàn nhẫn? Mình đã nằm viện hơn 100 ngày. Cũng không biết năng lượng siêu nhiên ban nãy là thật hay giả. Thôi cứ lấy cô ta làm chuột bạch thử xem sao. Ôi này, cô ấy sắp gặp phải chuyện thảm họa. Này, 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 khoan đã, khoan đã, tôi thấy ấn đường của cô khá tối tăm, tất cả đổi sang màu đậm hơn. Thế này đi, không giấu gì cô. Tôi là đạo sĩ, tôi có thể xem bói cho cô. Không cần đâu, hai nhìn tệ thôi. Già trẻ đều lấy giá như nhau. Cô thử một lần đi, ôi trời, từ đâu xuất hiện? Một người biết coi bói thế này Từ đâu xuất hiện một người biết coi bói thế này Ông là, giáo thì đã sao Xem bói là cơ bản mà này chàng trai trẻ, làm người phải thực tế chút. Mượn danh xem bói để lừa người khác. Thì chẳng phải là tội lừa đảo. Đạo gia chúng tôi xem mệnh đã mấy ngàn năm rồi. Thời xưa triều đại nào chẳng có quan coi thiên văn. Hơn nữa ông cũng lớn tuổi rồi. Chẳng lẽ không quan tâm đến vận mệnh tương lai của mình sao? Số mệnh của ông tràn đầy hào quang. Đây rõ ràng là một người lừa đảo chưa chén. Chúng ta đi thôi. Hai nghìn tệ cũng bình thường. Thôi. Để anh ta xem cho tôi. Được, này, này, trước khi mọi chuyện rắc rối hơn. Anh có quen biết gì với ông ấy không? Này, cô tưởng tôi sao? Được, hôm nay tôi sẽ cá cược với cô. Nếu tôi xem được số phận của ông cụ này, thì cô phải sống chung với tôi. Nếu tôi xem không được, thì việc cô tộc tôi, chúng ta sẽ coi như chảy ra. Được chưa? Được rồi. Vậy anh muốn... Làm gì thì làm đi khá thú vị đấy đưa anh ta hai 000 tệ đi tiền bố thí ý xem như là mua vui vậy cậu hãy nói xem tôi có bao nhiêu đứa con chán cao rộng sao thẳng? tướng nhiều con nhiều phúc ông có một con gái và hai đứa à không một con gái và ba con trai sao cậu lại biết Thì là cậu ta đoán mò mà thôi Ông nói những điều tiếp theo đi. Ông hãy đưa thêm 2.000 tệ nữa. Tôi nói cho cậu biết. Đừng có mơ, đừng có ảo tưởng. Đưa tôi điện thoại di động của cậu. Cảm ơn tôi ông ha ha. Cậu nói, hôm nay tôi đến bệnh viện để chữa chân chứ gì. Tôi ngồi xe lăn đến đây. Điều này ai mà chẳng đoán được. Cậu có thế thôi à? Bệnh ở chân của bố anh ít nhất cũng đã hơn 30 năm rồi. Gặp phải tai họa khi còn trẻ. Tiếc là không vượt qua được. Nên mới để lại di chứng ở hai chân. Từ đó đến nay không những phải ngồi xe lăn, mà chịu những cơn đau dữ dội ngày đêm. Điều đáng tiếc trong mấy chục năm qua, dù là Đông Y hay Tây Y, đều không thể chữa trị được. Cái gì? Đây đều là những điều cậu xem bói già. Đó là kỹ năng cơ bản của tôi thôi. Vậy cậu hãy xem tiếp đi. Chân tôi có thể lành lại được không? Chân của ông à. Hay tiền bạc rồi đấy. Được rồi, được rồi chúng ta đi về thôi. Lợi lộc sa tít chân chứng ngay trước mắt, không thể bỏ lỡ. Bệnh ở chân của bố anh, chỉ có tôi mới chữa được. Nói láo, chàng trai này, cậu đang quá tự phụ rồi đấy. Một tên đạo sĩ thối tha mà cũng đòi chữa bệnh, đừng lừa người nữa. Bố, chúng ta đi nhanh thôi. Để tình ông đã xem đến quẻ thứ ba, tôi có thể nhắc nhở ông một câu. Ông à, ông phạm thái tuế rồi. Tuổi và bệnh, bệnh xung khác nhau thai tuế cái khỉ à, à à Sao cậu dám xúc phạm tới bố tôi Này, này, dừng tay Cậu nói đi, sao đây Đợi tôi chút Giờ phải làm sao Sao đây Phải làm gì để ấy nữa đây Thôi kệ, được hay không Cũng liều phải thử Mình sẽ thử nói với ông ấy Tôi đây có lá bùa hộ mệnh Có thể bảo vệ ông sự Cả gia đình mạnh khỏe 20 vạn tệ Bố, cậu ta chỉ là đồ nọc. Được rồi, tôi sẽ mua nó. Giữ gìn cẩn thận nhé. Đặc biệt là sáng mai. Hai, có vẻ như có điều gì đó thực sự. Bố của tôi. Hẹn gặp lại. Anh cũng ghê gớm đấy. Chỉ trong vài phút mà anh đã kiếm được hơn 20 vạn. Sao cô không nói tôi mất hút để cứu một mạng người? Vậy anh có bán bùa với giá 20 vạn phạm pháp luật không? May mà ông ta không tính toán với anh, mà anh có biết ông ta là ai không? Là một người giàu có. Hóa ra là anh biết, anh lại xem chính xác đến thế. Này, này, vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận những gì không? Tôi nhớ làm đấy. Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh. Hãy thu dọn hành lý và về nhà với tôi, tuyệt quá, phải lo trả tiền nhà nữa rồi. Tôi nói cho cô biết nhé, chuyện ban nãy ông chú giàu có đó, lúc xem bói về vận mệnh cho ông ta, tôi đã nói rồi đấy. Ông ta chỉ có hai con trai một con gái thôi. Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Rõ ràng là ông ta có ba con trai một con gái mà. Chẳng lẽ có người thực sự can đảm táo bạo đến vậy? Cắm sừng người đàn ông giàu có đó. Cảm ơn, cảm ơn cô. Đi thôi, chúng ta về nhà. đúng là điên rồ. Đây là nhà của tôi. tối nay anh có thể ngủ ở đây. Ồ, biến thái, cũng còn có chút lương tâm. biết đợi tôi ra. cô nói xem, mới sáng sớm cô ăn mặc phong phanh thế này. tôi là đàn ông rất sung mãn đấy mặc ít vải như thế. Tôi đến bệnh viện một lát, thầm đã bị ốm rồi. Này, không phải cô ghét hắn ta sao? Nhưng tôi là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi. Không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh đến sứ mệnh cứu người. Tôi không thể vì ghét ai đó mà làm trái đạo đức lưng, tâm mình. Cô không ăn sáng à? Không ăn. À phải rồi. Xếp cao, xếp cao chẳng lẽ lá bùa này thật sự đã cứu tôi sao cái gì này nhất định phải tìm được người đã đưa bùa cho tôi chàng trai đó sẽ là vị khách quý nhất của gia đình họ cao chúng tôi vâng có vấn đề gì sao lý do tôi cảm thấy khó chịu ở khắp mọi nơi này anh làm cái gì vậy tôi lý do em đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi đồ thần kinh bùa tâm trí à tôi thực sự đã kiểm soát được lá bùa này rồi, rồi. lý do lý do lý do em có sẵn sàng làm người phụ nữ của tôi không ha ha tuyệt quá vậy bây giờ em tự cởi quần áo của em ra đi. Đi. Em tự cởi quần áo của em ra tôi đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Tôi... Ai đó? Lý tôi sao? Tôi đến đây. Ừ, a a a. Anh là ai? Tôi là bác sĩ điều trị của anh. Anh, tôi sẽ cung cấp cho anh dịch vụ kiểm tra toàn thân. Tôi không cần. Không, anh, anh không sao chứ. Cái kia sao vậy? Anh ta bị cây kim đâm vào mông à, à à, đến xem xét và xử lý cho tôi. Vừa nãy bác sĩ tôi đang chữa trị cho tôi. Hắn ta xông vào cho tôi một cái tát trời dáng. Mọi người có biết một cái tát như thế? Việc đó đối với một người đang đau ốm như tôi, gây tổn thương lớn đến mức nào không? Mau báo sát đi. Lại gọi đó là cái tát. Cái đó gọi là thiên sư quyền. Hơn nữa tôi rõ ràng tôi đã thấy anh ở trong phòng Với đó, anh giở trò bạn Cái gì mà bậy bạ chứ Tôi và Tô Lý yêu nhau thật lòng không nói bậy Tôi là bạn thân của Lý Giao. Sao? Làm sao cô ấy có thể thích anh được Cô quý, cô đang giúp cậu ta vu oan cho tôi đấy Lương tâm của cô Không cảm thấy đau đớn sao Tôi vu oan anh ư Nếu cô không, cô hỏi Lý Giao xem Xem cô sao, mau qua đây Anh anh đúng là tên mặt dày không biết xấu hổ. làm sao lý giao có thể thích anh được? lý giao cậu nói xem đúng không? tôi thích anh ấy. thấy chưa tôi đã nói mà. à cái gì? mau nói cho bạn của em biết đi. Em tự nguyện yêu không? Đúng vậy. Lý do? Cậu có biết cậu đang nói gì không? Nếu đã vậy, thì để tôi giúp cô một tay. Cứu. 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 Cứu cô ư. Ừ. Tôi đã... đã nói, nói với cô rồi. Tôi nói ấn đường ngày càng đậm mà cô không tin. Thế này đi, cứu cô cũng được thôi. Nhưng hai nhìn tệ. Vấn đề sẽ được giải quyết. Tại sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến tiền thế? Thôi được rồi. Đưa anh ta hai nhìn tệ. Tôi... Tôi đưa. Được chưa? Được chưa? Cảm ơn sếp. Sếp hào phóng quá. Này, này, lý do bị làm sao vậy? À, không có gì. Lý do đã bị anh ta yểm bùa. Cái gì? Anh, trên đời này làm gì có bùa ma quỷ chứ? Ai thèm tin vào những thứ đó? Này, nếu anh có bản lĩnh thì chứng minh cho tôi xem. Ừm đợi chút tôi gỡ lá bùa này ra. Là sẽ sáng tỏ sự thật. Này, qua đây. Hãy ghi nhớ và làm theo những gì tôi nói nhé. Ừm, anh có chắc chắn không? Tôi chắc chắn, cô mau đi đi. Được rồi, tôi tin anh lần này. Tốt nhất là anh đừng làm tôi thất vọng. Tên lăng băm này lại ở đây, tôi lừa bịp mọi người nữa. Hôm qua anh đã lừa bố 200 vạn còn ỉm bùa cho ông ấy. Anh đúng là lòng lăng giả dạ sói. Cao triệu này. Sao hả? Tôi đâu có lừa bố của anh. Nếu anh không tin tôi, hãy gọi cho ông ấy. Hỏi xem giờ ông ấy có không? Sao? Tại sao anh nghĩ điều gì đó thực sự sẽ xảy ra với ông ấy? Anh nghĩ tôi là đứa con nít dễ luyện. Lửa. Tin vào những lời nói dối của anh Cao Thiếu Gia Mình sáng suốt hơn người Mọi người tôi và Thẩm Đông đã quen Nhau nhiều năm Tôi xin đảm bảo nhân cách của anh ấy Ta hôm nay tuyệt đối không phải lỗi của Thẩm Đông Thẩm Đông và bác sĩ Tô là đôi uyên ương Chỉ vì anh ta Nham hiểm độc ác khiến họ hiểu lầm nhau Anh đúng là đồ đáng chết Cậu Cao nói hay lắm Đủ rồi Đợi một chút nữa sẽ có đủ những thứ tôi cần. Bua sẽ được hóa giải. Tôi mới là người không thể tưởng tượng được. Nhưng cách của người đàn ông họ thẩm kín. Anh chỉ là tên lang băm lừa đảo. Anh dựa vào đâu mà mà dám chống đối tôi? Đừng có gây thêm chuyện ở đây nữa. Cút đi cho tôi. Xếp cao tìm được chàng thanh niên đó rồi. Bây giờ cậu ấy đang ở bệnh viện, tốt lắm. Tôi muốn đến đó. Tôi đã mua đủ những đồ anh cần Ồ được Này, cô quý Phải não của cô bị hỏng rồi không? Anh ta nói gì mà cô cũng tin à? Danh tiếng của Lý Giao phụ thuộc vào anh hết đấy Đấy, yên tâm Tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì Ha <laughs> ha, củ cải trắng Này, anh đừng nói với tôi là Anh định dùng củ cải trắng để hóa giải bùa chú nhé Anh tưởng chúng tôi là đồ ngốc à Đúng là đồ ngốc Cái này Mà, mà cô cũng tin à Nhớ, nhớ anh ấy có phương pháp thì sao Cao Thiếu Gia là một người hiểu biết sâu rộng hiếm có anh ấy đã ăn củ cải trắng bao nhiêu năm rồi? Cô hỏi anh ấy xem từ khi nào có người dùng củ cải trắng để hóa giải lời nguyền chưa? Ha ha, củ cải trắng phá bỏ lời nguyền ư? Anh ta đang ảo tưởng sức mạnh thì có, mình có nên tin vào anh ta không? Tin tôi đi, mọi người xem, này, cái, xong rồi, anh nói gì? hình như là thật là của kiểm soát tâm trí trừ khi có đạo hạnh tâm nếu không tuyệt đối không thể hóa anh đừng tưởng anh, anh à, mọi người tin anh nhanh lên nữa lên anh ta là đúng. cao đúng. nhân của nhà họ cao đúng. chúng tôi tôi nhất Cái định đúng. phải nắm bắt lấy anh ta đúng. xong rồi tạm biệt ha ha tôi <laughs> còn tưởng cậu sẽ làm một bài tế lễ ở đây hóa ra là làm trò trẻ con lừa chúng tôi à thật mất mặt đồ lừa đảo phải phải nói hơi buồn cười một chút. Cậu nên vào viện tâm thần thì hơn. Ôi trời, tôi thật sự không nên tin người nhựa. anh. Tôi đã nói rồi mà. Giờ thì sự thật đã rõ. Anh ta chỉ là tên lăng băm. Thôi xong rồi, xong rồi. Lý do là lần Thật sự tiêu đời rồi. Thôi bỏ đi, không thể làm gì được. Ai nói là hết cách hả? Việc hóa giải lời nguyền mới chỉ bắt đầu thôi. Bắt đầu thôi. Mọi người xem cho kỹ nhé. À, 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 mẹ kiếp, anh ta thực sự làm được điều đó sao? Anh ta thực sự có khả năng đó. Anh ấy không nói dối, lý do thật sự bị yểm bùa. Nhưng làm thế nào có thể ch <laughs> chứng minh rằng chính tôi là người đã yểm bùa lý do? Anh, tôi hiểu rồi. Nhất định là tên này đã dở trò để vu oan cho chúng tôi, lôi kéo mọi người Vua khống thẩm đông quả nhiên cao thiếu gia luôn sáng suốt tôi đã nhìn thấu anh từ lâu rồi hôm nay nhất định là lỗi của anh nếu tôi vu oan thì khi tải được bùa này người thực hiện lời nguyền nhất định sẽ bị chọc nôn ra máu rồi bỏ chạy hóa giải bùa này mọi chuyện sẽ sáng tỏ vậy anh cứ giải đi anh chỉ hiện ra lá bùa này thì có tác dụng gì này này chuyện này là sao cái gì thế này thật sao lý do cậu không sao rồi Cậu ổn rồi. Tôi không ngờ anh lại là người giỏi đến vậy. Ừm. Vậy nên từ giờ trở đi cô phải mang ơn tôi đấy. Sau này tôi sẽ cảm ơn thần. Chuyện khác. Anh muốn làm gì? Nhìn tệ. Phải chuyển khoản. Không được nuốt lời. Nhìn anh đúng là đồ hám tiền. Thầm đắc sự không ngờ anh lại là người như vậy. Vì sao? Anh, lòng yêu em. Anh ta là đạo sĩ. Em đừng để anh ta lừa. Đạo sĩ thì đã sao? Anh ta cắp, làm việc quang minh. Hơn nữa còn cứu tôi. Sao anh lại... Hãy vô oan một người như anh ấy. Tôi cũng quang minh lỗi à? Sao tôi có thể yểm bùa em được cả? Nhất định là tên đạo sĩ thối này đã dở trò. Họ bị bậm gì đó. Làm thẩm đông bị tổn thương nặng. Sau đó anh ta cũng tạo ra ảo tưởng. Để mọi người tin vào những gì anh ta nói. Tôi anh ta là kẻ không ngay thẳng gì các người thật là vô liêm sỉ tên nhóc kia đừng tưởng tôi. tôi tha cho anh nếu không sẽ phải giải oan cho thẩm đông thì đừng hòng tôi tha cho anh ngươi dám sao bố sao lại đến đây con hiểu rồi hôm qua ngươi đã yểm bùa ông ấy nên hôm nay ông ấy đến đây để tính sổ với ngươi tên nhóc ngươi giải nhục tôi hôm nay chú cao sẽ cho ngươi chết chắc chuyện mà họ đã làm anh đừng nói gì tôi sẽ cố gắng sức để bảo vệ anh cô thích tôi rồi. Im miệng, tôi làm vậy là đang trả ơn anh. Được rồi, tôi sẽ hỏi lại cô vào tuần sau. Ôi này, dù có bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ không thích anh. Sếp cao, ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Anh ta thật sự không nên lừa dối ông. Nhưng tôi hy vọng ông có thể cho anh ta cơ hội sửa sai. Để anh ấy thay đổi. Ây 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 bố ơi, không thể tha cho anh ta được. Tên đạo sĩ thối tha này là tai họa. Chúng ta phải thay trời hành đạo đúng ừ. giết anh ta đi nhà họ cao chúng ừ. cuối cùng cũng tìm thấy vị cứu tinh của mình bố ơi bố chuyện gì đang xảy ra với bố vậy sáng nay sếp cao đã gặp tai nạn xe hơi may nhờ có lá bùa bà. bình an bảo vệ kia chính là chàng thanh niên đã cứu mạng ta vậy mà con dám khinh thường người đó à bố ơi bố đánh giá cao anh ta quá rồi anh ta chỉ là tên lừa đảo thôi, con biết rõ mà. Nhất định là do anh... ta đã tính toán kế hoạch hoàn hảo. Tai nạn xe cũng là do anh ta sắp đặt. Mẹ kiếp thằng nhãi này, ngươi đang cố tình lấy lòng nhà họ cao chúng tôi. Không, mau lại đây. Bố, bố có đi ăn dặn con sao? Đồ ngu ngốc. Nếu cậu ấy có ý định giết ta, thì cần gì phải nhịn bợ ta? Động não chút đi. Ngươi ăn nhiều củ cải trắng quá nên bị ngu rồi phải không? Anh Trần, để anh phải chịu oan ức rồi. Không sao, chẳng trách tôi càng nhìn anh ta, tôi càng thấy anh ta không phải là công. Ôi trời, anh lại nói đùa rồi. Tại sao ngươi còn không mau chóng xin lỗi? Anh Trần, xin lỗi, được chưa? Được. Anh nói gì cơ? Tôi không nghe thấy. Tôi xin lỗi. Mau quỳ xuống xin lỗi đi. Không phải chứ cái bố Xuống Ha 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 Cậu biết cái này người ta gọi là gì không Không trả không phải, phải là người Quả báo xưng đáng nhận đấy Thu này không trả Tôi không thể không làm người nữa phải. Món nợ nữ giữa chúng ta giải quyết rồi, rồi nhỉ Tôi biết lỗi rồi Tôi xin anh hãy tha tôi Được không Chúc anh và lâm năm hạnh phúc Câu thích nghe đấy Ha ha Anh ỉm bùa lý giao như vậy Này ít nhất cũng phải thứ Phải có sự đền bù Ít nhất phải là con số này Bao nhiêu Một triệu ư Hả mình chỉ muốn 10.000 tệ thôi mà. Sao lại lên tới 1 triệu rồi? Điều đó cũng tốt thôi. Đúng vậy. Được, tôi sẽ đưa cho anh. Alo, chú Trương. Cho con mượn. Ít tiền. Con bị người ta lừa rồi. Alo. Chị dâu, em vay ít tiền. ơn, cảm ơn chị. A a a, tôi, không thể phân biệt được anh và thần tài rồi. Được rồi, chuyện này coi như... Anh, sao hả? Tức chết mà. Alo, Pháp Sư, kiểm soát tâm trí của ngài đã bị phá rồi. Sao có... Là ai? Anh ta tên là Trần Hạo Vũ. Tôi muốn hắn ta phải chết. Anh ta thật sự mạnh mẽ tới vậy sao? Chỉ là chút thủ thuật nhỏ thôi. sao anh ta có thể bằng được ngài chứ? À, đúng, ngài yên tâm, sao? tôi đã nhìn thấu hắn ta rồi, không sai đâu. vậy hắn ta sống không quá ngày. anh trần, từ nay về sau anh chính là của nhà họ cao chúng tôi. nếu anh thất bất cứ điều gì bất thường trong tương lai, hãy ngay lập tức nói cho chúng tôi biết. không sao, giữa chúng ta đó gọi là giao dịch. sau này không ai nợ ai bất cứ thứ gì. Còn nếu ông muốn thưởng cho tôi thì cứ việc, tôi không chê. Hạo Vũ, anh cứu người để đổi lấy tiền bạc ư. Nghĩ như vậy là tốt. Đạo giáo chúng tôi gọi đó là nhân quả. Tôi đã quá đủ gọi là nhân quả. Bây giờ tôi được tiền đó gọi là quả. Ra là vậy. Tôi còn tưởng anh Coi mạng người là thứ đổi với tiền. Ha <laughs> ha, đúng là khéo nói. Này, này, này. Cầm tạm lấy một thẻ điện, Chuyển ngay 5 triệu tệ cho anh Trần. Xem như đó là công lao đã cứu tôi. Vâng, cái gì? Chính cậu là người cứu tôi. Tôi? thấy chưa? Con đã bảo bố tên đạo sĩ hôi hám để nói dối. Quả nhiên đúng là vậy. Có muốn chuyển tiền nữa không? Thanh Thanh, cảm ơn cậu. Không có gì, tôi không giúp được gì nhiều. Cả đều nhờ Trần Hạo Vũ cả. Không ngờ, anh ta bản lĩnh. Đó là đừng. Tôi tinh thông thuật xem mệnh của đạo gia mà. Vậy sao anh lại nghèo rất mồng tôi thế? Lúc đầu còn không trả nổi tiền nhà. Hai, này lý do. Cô thật sự tự phải cảm ơn mẹ cô đã sinh ra đẹp như vậy. Nhưng sao lại sinh chuyện này chứ? Cảm ơn. Hai người rất xứng đôi. Nói linh tinh gì thế? Anh ta mà đòi xứng với tôi ư? Lý do. Trước kia cậu rất lạnh lùng. Nhưng từ khi ở bên anh ta, con người của cậu đã hoàn toàn khác. Đồ không biết xấu hổ. Tự là một sự trùng hợp. Đây gọi là định mệnh. Cô chỉ cần biết dùng những khôn khéo. Cô sẽ có được những thứ muốn. Này, 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 này. Lý do, sao cô lại đưa tàng sang trọng thế này? Cô đã nói là cô không... Tôi mời... Liên quan gì? Chỉ là tiện thể mời anh thôi. Vậy hả? Đúng là không đội trời. Oan ra ngõ hẹp. Cậu, cậu, Tên nhóc, cậu cứ đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy lại tất cả gì thuộc về tôi. Bao gồm ấy, đây là người phụ nữ của tôi, anh mà còn giờ trò linh tinh gì nữa. Thì cẩn thận đấy. Này, đừng tưởng cậu biết là ngon nhé. Nói xem, cậu có thể làm gì tôi? Những của cậu làm được những gì? Này anh bạn, có vẻ đi quá xa rồi đấy. Anh ta không đơn giản đâu, anh cẩn thận đấy. Tôi vô đã bắt đầu quan tâm tới tôi rồi. Tôi sợ anh xảy ra chuyện gì đó, thì sẽ không có ai để tôi chút giận được thôi. Yên tâm đi, chúng ta không làm gì được tôi đâu. Này, này này này, hai người coi chúng tôi là không khí. À, định diễn cảnh tình yêu cho ai xem? Nhìn cho kỹ đi, đây là cậu cả nhà họ Cao đấy, chỉ là thế hệ thứ hai của gia đình giàu có thôi sao? Nhưng mà trong thời đại giải trí lên ngôi, này, anh có thể luyện được võ công giỏi như vậy cũng không dễ. Anh có thể nhìn thấu tôi sao? Ừ, tôi cũng biết võ đấy. Có cơ hội thì hãy so tài và học hỏi lẫn nhau nhé. Cái gì thế? Phải bây giờ Anh Trần rất mong được anh chỉ giáo À được thì Cao Thành nổi tiếng kiêu ngạo Vậy mà lại rất lịch sự với tình như vậy Cậu Cao Này Này Đợi tôi với cậu Cao Vừa nãy anh làm tôi sợ chết khiếp May mà Cao Thành không so đo với anh Không thì anh gặp nguy hiểm rồi Yên tâm không sao đâu Làm có thể để cô phải sống cô độc được Nói bậy bạn bà. Với tính cách của Cao Thành mà có thể luyện được võ công đến mức này cần phải có nghị lực và khả năng rất lớn với tâm tính của à, anh ta sẽ không để ý đến cô đâu anh thật sự nhìn thấu anh ấy nào anh chắc chắn là mình không nhớ đôi mắt của tôi nhìn người chưa bao giờ sai cả vậy anh xem tôi thế nào ôi hai nghìn tệ cô à cô đương nhiên là tương lai tươi sáng rồi vấn đề là cô là vợ của tôi nói bệnh à tên đạo sĩ thối tha, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng chọc vào anh ta, Cao Thành. Hôm nay tôi đến tìm anh là để nhờ anh giúp tôi báo thủ. Khi anh đến, sao anh lại? Có cái nhìn khác về anh ta vậy. Anh để ý ánh mắt của anh. Anh ta xem, Sao? Ánh mắt tĩnh lặng và sâu lắng. Đó là cảm giác các anh ta mang lại cho tôi. Mang đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thậm chí có thể nói anh ta là một kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không nên đắc tội. Anh Cao, anh đánh giá anh ta cả... Thôi, tôi chỉ là đang nhắc nhở Hiểu anh, tốt nghe lời. Tôi đâu phải là con. Tôi không tin là tôi lại không thể xử lý. Được một tên đạo sĩ thối tha. Tôi nghĩ thẩm đông sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Sợ cái gì chứ? Trong trường hợp này, chắc chắn Cao Thành đã cảnh báo thật. Ăn cơm, ăn cơm. Sao anh lại đến đây nữa rồi? Thuyết phục anh ta thôi tìm được. Tên đạo sĩ thối tha, hôm nay ngươi chết chắc. Ngươi nghĩ ngươi làm được điều đó. Tôi không xứng. Thế còn hắn, hắn ta là ai? Bang chủ ngô mãnh của mãnh bang đoạn cực tàn độc. Biết uy danh của tôi là được rồi. Chính cậu là người đã phá vỡ bùa kiểm soát sao? Tôi đến đây để gặp cậu. Ừ, vậy cậu muốn... Sao tài hay quyết đấu? Đương nhiên là quyết đấu rồi. Hôm nay ngươi chết chắc. Đến lượt cậu lĩnh ở đây hả? À? Không muốn chết đi. Làm gì có ai muốn tìm đường chết chứ? Do tài trước, nếu cậu không phải đối thủ của tôi mới quyết đấu với Ngô Mãnh, cậu hãy cắt cậu ta ra thành từng mảnh đi Im miệng ừ. Được So tải đúng không 5 nhìn tệ một lần Đạo sĩ kia ngươi có phải bị bệnh rồi không Chúng tôi đến đây gây ra Rắc rối cho ngươi Vậy mà ngươi còn đòi tiền So hay không so Không so thì tôi ăn cơm đây So so so, so? Chết tiệt mà À Ha ha Anh thực sự muốn làm vậy à Cô thực sự nghĩ tôi sợ mấy người này sao Thì tôi đi trước nhé À à à cô thật vô tâm chúng tôi không cần ở lại đây đi đi thôi không được dừng lại cô không thể đi như thế được lý do lý do ta ở đó cũng chỉ làm gánh nặng cho anh ấy thôi tại sao chúng ta không nhanh đi tìm người cứu anh ấy cô đúng là sinh ra để làm bác sĩ lúc nào Họ cũng lạnh lùng đáng sợ. Đi thôi. Được. Này, hai người đang vội đi đâu vậy? Ngô Mãnh đang khiêu chiến với Trần Hạo Vũ. Chúng tôi đi tìm, tìm bảo vệ cứu anh ta. Cái gì? Ngô Mãnh sao? Đừng về nữa. Họ không giúp được đâu. Để tôi đi. Anh làm được sao? Tôi cũng không chắc. Chỉ có thể thử. Đi thôi. Tên nhóc này, nếu sợ thì xin tha đi. Bang chủ cổ đạo Pháp cao thâm ừ, Đấu ý. với hắn chứ Nhóc thối Lát cho cậu vài cái tát Được Ngươi Hãy đỡ lấy đòn của ta Những Thiên thần mặt nạ tím Nhóc con mày chết chắc rồi Nhóc em chiều đây A a a Cái gì Chỉ với mấy đường quyền cực Ước mèo cào này mà cũng đòi tỉ thí à Thiên sư quyền phải không Để tôi cho anh xem thế nào mới là thiên sư quyền đích thực linh hồn của thiên thần mọi tội ác đều tiêu tan cười lên tỉ thí đùa vui sao thế không cười như ban nãy nữa à anh thật sự đã làm điều đó tôi vừa rồi chỉ phần công lực thôi đấy thế này mà đã văng ra rồi cậu nói xem tôi có thể làm được những gì nào đừng mà thế này nhé nề ta ta quen biết nhau lâu như vậy tặng cậu cái này hôm nay cậu sẽ gặp thảm họa đổ máu đấy Sao nào? Tôi đã rồi. Hạo Vũ, Cao Thành đã cảnh báo cậu sao? Cậu không nghe. Đừng chọc tôi. Ngươi thật sự. Còn mở miệng nữa. Cắt. Tôi thật sự sai rồi. Tôi xin anh tha cho tôi được không? Anh không sao chứ. Xin chào, khốn. Định chạy đi đâu? Đây chính là hình ảnh bất hư truyền. Ngô thật đấy. Cẩn thận. Còn mơ tưởng chạy trốn à đừng lại đây đừng lại đây sao thế hả không phải anh muốn tỉ thí với tôi tôi học được chút đạo thuật liên tưởng mình có thể đánh bại tất cả không ngờ trước mặt anh tôi chẳng là cái thá gì tôi anh nương tay tha cho tôi được không hại người hại chơi sẽ bị phế đạo hành có cần tôi giúp gì không không Ôi trời ơi, chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền ông được chứ? Vậy ông, ông chút ở được, ừm cái này, để tôi tự làm. Đây chính là mạnh hổ đan phương, một hình phạt tàn nhẫn. Giờ thể đi được rồi chứ? Ở đi, 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 đi đi, ngươi cũng cút đi. Cảm ơn. yê, yeah. sợ chết. Đi được, Trần tiên sinh tinh thông đạo pháp, khiến tôi bội phục. Bố của tôi bị liệt hai chân. Giả, Chịu nhiều đau đớn. Có chúc à, dung thuật. tiên sinh có thể. Là... Ấy chỉ là chúc dung thân thuật thân thôi. Mà. Tôi sẽ giúp. Thay mặt bố của tôi. Này, tôi không muốn dính vào độc của nhà họ cao các người. Tiên sinh à, nào, ăn cơm. Này, vừa rồi sao anh không cứu giả, ông ấy? Này, trần tiên sinh làm như vậy ắt có lý do chắc hẳn là liên quan đến nhân quả tuần hoàn của nhà họ cao nhân quả nhân quả cái gì nhà cao quá keo kiệt còn nhiều lúc đó tôi đưa cho ông ta ngân hàng không đến giờ một xu thường cũng chả có cứu ông ta cứu cái quái gì sao trong đầu nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thế anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì không ngờ lại có kẻ nghèo rất mồng tươi như thế này, không ngờ lại có kẻ nghèo kết xác như thế này, cả dòng họ nhà nghèo vậy à? thật sự thất ghê tởm. sơn Đông Anh là thiếu gia nhà họ Hạ, loại chó mèo ngoài đường này có thể so sánh với anh được chứ? cũng đúng. đi thì ra đàn ông không có tiền mới là điều mất mặt nhất trên đời này. Dĩ nhiên là tôi muốn kiếm tiền để cưới em rồi. Được, vậy thế này nhé. Nếu anh kiếm đủ 30 triệu tệ thì tôi sẽ kết hôn với anh. Thật chứ, chắc như đinh đóng cột. Như người bình thường. Làm sao kiếm được 30 triệu tệ chứ? chứ? Chắc anh cũng vậy. Đàn ông không thể nói không. Lý do, em cứ chờ. đấy chờ đấy đây, này alo tôi đã nói rất nhiều lần rồi tôi sẽ không lấy hạ sơn đông lý do ha ha nhìn từ đằng chúng sau tôi biết là cô không? mà chúng ta thật là có duyên đấy ha ha giám đốc hoàng ra khỏi bệnh viện rồi thì sao gọi tôi là Giám đốc được. Anh trai đi. Ha, ha Đi đến tôi phòng tôi uống nhất. chút gì đó. Đi thôi, đi thôi. Bỏ tôi ra. Này, cô. Để... Đúng là không biết nhiều, yeah. Ha ha. Lý Ai... <laughs> <Không nói> do, <bridge> cô cứ đợi đấy. Không... Tôi không tin. Tôi lại không có được cơ thể. Cô, Sammy... ha ha, <laughs> <millionaire> cứ <Tôi> yên tâm <cười> làm việc. Luôn nhớ đến anh đấy. Em dĩ nhiên là nhớ anh rồi. <laughs> Thật hay giả, nhớ anh anh Con khỉ Này, này Trần Tiên Sinh Tôi đã nói Với cậu bao nhiêu lần Rồi Tôi là người rất có nguyên tắc Tôi sẽ Không làm gì đâu Chúng tôi cũng đã chuẩn bị 30 triệu làm quà cho anh có vẻ lần trước đã xem thường anh quá. Bao nhiêu cơ? 30. Còn đứng ngay ra. Đường. Đó làm gì? Cứu người đi. Vâng. Thưa tiên sinh, 10 triệu lúc đó là có thể cưới vợ rồi. Anh trai, nghe nói anh tìm được cao thủ, thể chữa lành chân cho bố. Đúng rồi, đây là Trần Tiên Sinh là Ha ha, anh trai, anh có bị ngốc không hả? À? Đây chỉ là một, một tên lăng băm thôi. Tôi đã lừa tiền tìm... của anh lần nào chưa? Giả vờ như chưa có chuyện gì đã xảy ra. Với bố tôi sáng nay sao? May mắn là giữ được mặt. Anh định nói là nhờ vào anh. Đúng vậy, giảm xí. Đó là do mẹ tôi thấy bố tôi gặp vận đen. Nên đã thắp hương cầu phước mới hóa giải được. Sao anh dám nói dối trắng? Trận vậy hả? Anh nói là nhờ vào bà ấy à? Chẳng lẽ là nhờ lá bùa hộ mệnh của anh à? <laughs> Tuy chuyện này chả liên quan gì đến mình. Nhưng tên này chắc chắn là ăn cắp công lao. Mình tha nhận là công của mình. Còn hơn để anh ta nhận. Bà có dám thể không? Sao anh lại vô liêm sỉ như vậy? Chúng tôi đều vạch trần anh ấy. Thề thì thề, mau thể đi được tôi thể hôm nay tất cả đổ vào tôi thế giới lương tâm cũng không sợ ngẩng đầu ba thức có thần linh tên đạo sĩ thối tha mẹ tôi đã thể rồi vậy thì chắc chắn là không có vấn đề gì ngươi cả cút đi tôi thấy trần tiên sinh gọi người nói cao biết để ý tới gia đình một chút sau này đừng có dẫn mấy loại người không ra gì này về nhà làm mất mặt gia đình họ cao này Bố ơi, con đã chứng kiến thủ thuật của Trần Sinh rồi. Xin bố hãy cho anh ấy một cơ hội. Anh cả, sao anh lại cả tin như vậy? Sao cứ luôn tin tưởng vào anh ta thế? Cao Thành, mắt nhìn của cháu thật sự quá kém. Hoàn toàn không bằng triệu hải nhà tôi. Còn không mong đuổi anh ta đi. Lão gia chắc chắn sẽ không bị anh ta lừa đâu, miệng. Trần Tiên Sinh là khách quý của nhà họ cao chúng ta. Ta đương nhiên bằng... Ta tin Trần Tiên Sinh có thể làm được, trước hết là cũng tốt cho của ta. Sau là nếu Trần Tiên Sinh thật sự có khả năng, thì ta cũng biết được rốt cuộc giở trò. Ố, Anh ta chỉ giỏi nói khoác và thi triển mấy... mấy trò pháp thuật dòng. Lão gia, dựa vào hắn ta, thì làm sao chữa khỏi chân cho ông được? Cho tôi một phút. Kẻ lừa đảo. Vậy thì các người cứ chờ xem. Sao lại không làm được nữa rồi? Thành, chúng ta đều là người một nhà. Đừng để nên là cho cười. Vậy thì phiền gì quản cho tốt, đứa con trai của gì? Bây giờ việc quan trọng nhất là chữa khỏi chân cho bố tôi. Chứ không phải bày trò vớ vẩn. Vậy cũng phải xem hắn ta có chữa được không? Đã quá giờ rồi, không làm được nữa. người gặp gấp gáp làm gì? Còn nửa phút nữa, cậu thực sự chứng kiến phép màu à? Tôi vẫn chưa hỏi. Tôi chữa khỏi chân cho ông rồi thì tôi sẽ được gì? Tất cả những gì mà cậu muốn. Tôi nói ông là cổ đông lớn. Của anh đúng không? Tôi làm khó ông một chút. Tạm thời tôi muốn bệnh viện đó. Ha ha, tôi hiểu rồi. Cậu muốn bệnh viện này là vì bác sĩ Lý Giao đúng. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy đang làm việc ở bệnh viện. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Một người phụ nữ xinh đẹp và lương thiện. Sao lại nói như vậy chứ? Miệng tôi nói rồi. Xấu hổ chết. Được, tôi đồng ý, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Lát sẽ đi làm thủ tục. Tặng bệnh viện này. này cho Trần Tiên Sinh. Ông đã đồng ý rồi. 30 triệu kia cũng phải tôi. Tôi thấy anh đúng là nghèo đến phát điên rồi. Vừa muốn bệnh Viện vừa muốn tiền, ha ha. Chân của lão già đã bị thương suốt hai mươi năm nay rồi. Tìm hết tất cả danh y cũng bó tay. Mà, mà anh một phút là có thể chữa khỏi. Quả nhiên là lang băm. Chân của ông ấy chỉ là khó chữa hơn tôi tưởng tượng thôi, không phải là không chữa được. Tôi đã bảo là anh ta không làm được mà, tốn thời gian. Chuyện gì xảy ra thế này? pháp luật của mình đâu. chờ đã chắc chắn là do vừa rồi tỉ thí với bang hỗ manh. Dùng thiên sứ quyền quá sức. Có lẽ chỉ bị trì hoãn thôi. Trần Tiên Sinh, ông nói là có thể không có nghĩa là không thể khỏi. Đúng không? Ừ đúng. Trí thông minh của cậu cao hơn em trai cậu, cậu đấy. Cậu nói lại lần nữa xem. Tôi giết chết cậu đấy. Mấy người suốt ngày giờ trò tôi không phải là không biết chỉ là không thèm để ý thôi. Nhưng mấy người được nước lấn tới, ngay cả Trần Tiên Sinh cũng không tha. Thì tôi sẽ không tha ch đôi chân này của ông. Đã, đã bị hàn độc xâm nhập vào kinh mạch và tủy xương rồi. Trên thế giới này chỉ có tôi mới chữa được. Sao nào? Tôi đòi hỏi nhiều lắm à? Được thôi. Cả điều kiện của anh chỉ là xem anh có bản lĩnh này hay không đến 10 giây. Lát nữa tôi sẽ tự khắc bị vạch trần. Hàn độc tuy rất khó giải dây là đủ rồi. Bố ơi, bố không... Không sao chứ. Lão ra, ông có ổn không? Ôi, đây thật sự là trúc dung thuật sao? Sao hả quý ông họ cao? Ông cảm thấy thế nào? Một sự thoải mái chưa từng có. Bố ơi, bố đứng dậy thử xem. Hãy thử đứng dậy được không? Không được. Hết một phút rồi. Kết quả quả nhiên là đồ vô dụng. Cao Vĩnh Phú chân của ông tôi đã chữa khỏi cho ông rồi. Chỉ là ông nằm liệt giường mấy chục năm rồi. Cơ thể ông chưa kịp phản ứng thôi. Cố gắng một chút làm quen lại là được. Được. Thật chứ? Dĩ nhiên rồi. Bốn ơi, đừng tin hắn. hắn ta, hắn ta chắc chắn là đang che giấu một ý đồ xấu. xa nào đó im miệng bố ơi yên tâm từ từ chậm thôi bố 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 thấy thế nào đi được rồi tôi khỏi rồi cảm ơn Trần Tiên Sinh đã tái tạo lại đôi chân này của tôi Trần Tiên Sinh <laughs> xin lỗi anh chúng tôi không nên nhìn ở anh triệu hải lỗi trần tiên sinh đi <laughs> xin lỗi tôi xin lỗi lời xin lỗi này sao tôi nghe quen tài thế nhỉ không phải có người nói với tôi thù này không báo không phải là người sao ngươi trần tiên sinh xin lỗi anh, là chúng tôi đã nghi oan cho anh rồi. Mong anh sẽ tha thứ cho chúng tôi. Nếu lời xin lỗi hữu dụng như vậy, thì sao mấy người không phải nhà họ cao đi? Này này này, tôi nói cho anh biết, anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu đấy. Cô ấy là vợ tôi. Triệu Hải là con trai tôi. Tuy anh đã chữa khỏi chân cho tôi, nhưng tôi cũng không thể đuổi họ ra khỏi nhà được. Người đàn bà này cứ như rắn rằng... độc nhìn chằm chằm vào mình. Giữ lại cũng rất phiền phức. Vậy thì trừ hậu họa cho xong. Này Cao Vĩnh Phú, ông, không xem chúng ta quen biết nhau lâu như vậy. Tôi cũng có duyên với ông. Thế này nhé. Hôm nay tôi tặng ông. Hả? Con trai thứ của Trần Tiên Sinh. Lời này không thể nói lung tung được. Trần Tiên Sinh tôi rất kính trọng ông. Mong ông hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý. Vừa rồi mọi người nói chuyện. Tôi đã tính xong quẻ này rồi. Bà ta và người liên lạc với nhau từ lâu rồi. Không tin thì kiểm tra điện thoại di động và của bà ta. Lão ra, tôi đi theo ông bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ ông không tin tôi sao điện thoại đâu đưa đây tôi không biết để đâu rồi có phải mẹ già rồi không đây không phải sao con tin tưởng vào nhân cách của mẹ bạn bị oan mẹ còn. còn con chắc chắn là con trai của nhà tuyệt đối không thể là đồ con hoang hay bực Ồ, tự tin vậy sao? Đúng vậy, tôi. Chắc chắn cao quý hơn tên đạo sĩ thối tha này. Cô gọi lạ tối qua là của ai? Cô chuyển phát nhanh. Bà đừng nói dối tôi. Chào, quý khách có muốn đặt hàng chuyển nhanh không? À, thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Tôi là người có thân phận cao quý. Mà thân phận của tôi không phải ai muốn bị đặt là được. Lão gia, bây giờ tin tôi rồi chứ. Hắn ta đang vu oan giá họa cho tôi. Ông phải lấy lại công bằng cho tôi. Nếu bà thật sự bị oan, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà. Trần Tiên Sinh anh đã chạm đến giới hạn của tôi rồi đấy. Bố ơi, Trần Tiên Sinh, có thể anh ấy chỉ là nhất thời hồ đồ. Cái gì? Nhất thời hồ đồ mà có thể vụ oan giá họa cho tôi sao? Tên đạo sĩ thối tha này. Tôi hận không thể tự tay lột ra rút gần hắn ta. Tiếc quá, <laughs> nãy giờ ông vẫn không phát hiện <laughs> chuyện mờ ám của họ. Liệu có phải là họ quá cẩn thận không? Hãy thử số đó thử xem. Sao? Muốn vu oan cho tôi à? Gọi thì gọi. Mẹ ơi, cây ngay không chết đứng. Con sẽ cho hắn ta cơm nín lúc. Đúng là đồ ngu ngốc mà. Làm việc thiện thì cho chót. Tôi giúp ông một lần cuối. Chào cô. Cô có phải là người nhận hàng? Không. Anh, anh đang làm gì thế? Nữa mà anh yêu. Không phải anh đã nói với... <laughs> Đừng mặc với anh thường xuyên như vậy. Kẻo bị xếp cao phát hiện. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao con lại nói chuyện với Vương Thúc như vậy? Không có ông ấy thì làm sao được? Đồ tiện nhân. Bà đã khiến nhà họ cao mất hết danh dự rồi. Lão gia, tất cả đều là lỗi của tôi. Triệu Hải chính là con ruột của ông. Mong lão gia nể tình nhiều năm qua chung sống. Ông hãy tha cho tôi và Triệu Hải. Tôi thật sự là con hoang sao? Có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không? Sao có thể? Không thể. Sao cậu lại nổi điên lên? như thế, chẳng phải cậu tin mẹ cậu sao? Nói cho cậu biết, bây giờ bất cứ ai cũng có thể đánh cậu. Tên đạo sĩ chết tiệt kia, cậu muốn hủy hoại tất cả của tôi, tôi giết. Bố, sao bố, tôi không phải là bố. Bố xem như con đã gọi ông là bố bao nhiêu năm nay. Bố hãy xem con là con ruột có được không? Người đâu? Mau lùi nó xuống. Triệu Hải, Triệu Hải, ông ơi đừng làm hại Triệu Hải. Triệu Hải từ nhỏ ông đã rất yêu quý nó đúng không tuy hai người không có huyết thống nhưng huyết thống có quan trọng đến vậy không nhã chi cô bị bệnh rồi mau đến bệnh viện tâm thần đi người lôi bà ta xuống không bỏ tôi ra đàn ông các người không có ai là tốt cả bỏ ra bỏ tôi ra chân tiên sinh đại ân không lời nào tả à siết. Sau này tôi giúp đỡ ông cứ việc mở lời. Mau thực hiện những gì đã hứa với Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh đây là 30 triệu. Còn bệnh viện tôi sẽ sang tên ngay cho anh. Lý do không ngờ tới chứ gì. Bây giờ tôi là sếp của em rồi đấy. Cô có thể bày trò gì? Xin chào. Nào, người dùng hiện tại được. Vui lòng gọi lại sau. Sao không nghe? Xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Chuyện gì xảy ra vậy? Hả? Trần Hạo Vũ, cậu đến tìm Lý Giao à? À ừ, cô ấy có ca mổ cả buổi chiều rồi. Nếu thuận lợi thì lát nữa sẽ ra. Nhưng mà lát nữa cô ấy còn phải trực đêm. Mệt như vậy rồi mà còn phải trực đêm nữa. Tôi nói cho cậu biết nhé. Do giám đốc Hoàng Quế Nghiên sắp xếp đấy, những người khác như chúng tôi đều không cần trực đêm. Chỉ có lý do là ngoại lệ. Tại sao? Hoàng Quế Nhiên là một tên biến thái. Ông ta nhiều đúng lần đúng. muốn ép buộc lý do. Nhưng lý do không đồng ý. Vậy nên ông ta gây khó dễ cho lý do. Được rồi, tôi biết rồi. Chuyện này cứ để tôi lo. Này, sao anh lại đến đây. ông tối đến cho em. Cảm ơn anh. Được rồi. Được rồi. Ban đầu tôi định dẫn cậu đi. Bây giờ người bảo vệ đã đến rồi. Tôi không ước. Bye bye. Nào, sao hôm nay anh lại tốt bụng đến cho tôi? Có phải là có ý đồ gì không? Ừ. Dĩ nhiên là tôi có ý đồ rồi. Tôi muốn cưới em làm vợ. Đó chính là ý đồ. Ý đồ của anh vậy thôi. Đừng nói linh tinh nữa. Thôi ăn nhanh đi. Sau khi bất hòa với gia đình. đã rất lâu rồi mình không được ai quan tâm. Tôi lý ra sao? Anh ta là ai? Có chuyện gì với bạn trai tôi sao? Cái gì? Đây là bệnh viện. Không phải chỗ để các người tình tứ. Cút đi cho tôi. Anh. Ông là ai? Ở bệnh viện Khang An này trừ viện trưởng ra Thì tôi là... là lớn nhất Giám đốc Hoàng Quế Nhiên Ồ oh. Hóa ra ông chính là giám đốc Hoàng nổi Tiếng kia à Ha ha Nghe nói anh tham tiền lại hào sắc Chỉ cần cho chút tiền là có thể làm bất cứ chuyện xa. Đúng không? Này Ngươi dám hỗn với ta sao? Bệnh viện này là địa bàn của tôi Sĩ Y tá cũng phải nghe lời tôi Kể cả lý do ngươi đang đứng ở hành lang bệnh viện của chúng tôi thì phải nghe lời tôi, tôi. nghe rõ chưa nghe lời ư ừ. lý do <laughs> <sao>? em còn nhớ <laughs> nhiên đã từng làm gì em không tôi thế nào mới gọi là nghe lời hê hey, hê hey, cơ thể tôi làm sao thế này cử động được nữa rồi tự tát vào mặt mình ba cái thật mạnh a a a tôi 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 đừng tát nữa đừng tát nữa đồ xấu xa tên khốn nạn nhà ngươi tôi đang làm cái trò gì thế này Tên khốn nhà ngươi Ha ha Đừng làm loạn nữa Lát nữa ông ta lại gây sự với tôi Hoàng Quế Nghiên Ông nghe cho rõ đây Nếu tôi còn phát hiện lý do bị bắt nạt ở bệnh viện Thì ông biết tay tôi Nhớ kỹ cho tôi Tôi gặp anh ở đâu Tôi sẽ đánh chết anh ở đó Chết tiệt Không muốn làm ở đây nữa phải không? Bây giờ cứ tiếp tục tự tát phải vào mặt mình. Cho đến khi tôi rời khỏi đây, ta tát chết ngươi. Ta Hơi tát ngươi. Ta tát ngươi. Quay đằng sau đồng đồng đi người anh. Ta, ta tát chết ngươi. Tát ngươi. Ta tát ngươi. Có phải anh muốn tôi gặp thêm nhiều rắc rối hơn không? Dù sao cũng vậy rồi. Chi bằng chúng ta chơi luôn đi. Bác sĩ lần bản không cần trực đêm. Có dám không? Dám chứ. Đi, thì về nhà thôi. Tôi sẽ cho em một bất ngờ. Mà anh nói đâu? Bất ngờ Bất ngờ chính là, hôm nay tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ nói cho em. Rốt cuộc anh ở cho mình bất ngờ gì chứ? Không lẽ thật sự chúng 30 triệu rồi muốn cưới mình sao? Không thể. Không thể. Nào, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi tối qua lý do không đến trực đêm có phải là về nhà với cậu rồi không hôm qua tôi còn chơi xỏ hoàng quế nghiên ở khoa của họ nữa cậu cậu hại chết lý ra rồi cậu có biết không hả hoàng quế nhiên sáng sớm nay đã báo chuyện này cho phó viện trưởng mã như lương rồi mã như lương bây giờ đang định xử lý một tiếng nữa ông ta sẽ dẫn người đến khoa chúng ta để mở cuộc họp phê bình yên tâm chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết cậu sao dậy sớm thế hôm nay không phải em được nghỉ sao tôi đến bệnh viện một lát không phải tôi chọc hoàng quế nhiên kia thảm quá nên Để em bị xử lý đấy chứ. Là làm có thể. Chắc là xử lý một số ca phẫu thuật gì đó thôi. Bị phê bình rồi. Còn dâu gì mực lắm. Đợi chút nữa xem cô có bất ngờ không. không. Nguy. Bác sĩ Tô, sự quá đáng rồi. Chuyện này ảnh hưởng rất xấu. Phải thật nặng và nghiêm khắc. Alo. Cái gì? Ồ oh, được. được, được, được. Biết rồi, biết rồi. Mọi người, vừa nhận cổ đông lớn của bệnh viện chúng sắp đến tham dự cuộc họp của chúng. Mời mọi người đứng dậy. Chuẩn bị đi. Đứng dậy hết, đứng dậy hết. Tình, đứng dậy. Cổ đông lớn đã đến rồi. Mình phải thể hiện cho tốt. Lý do cô đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Đợi cổ đông lớn đến, xử lý cô thật nghiêm khắc, phải thể hiện sự chính trực công minh của chúng ta. Ôi chết rồi. Nếu cô đông nghe hắn ta nói nhảm thì sao? Sợ gì, cùng lắm thì từ chức. Ừ, họ đến rồi. Sao lại là anh ta? Trần Hạo Vũ không đến cùng cậu à? Anh ta đến làm gì? Tôi đã gọi cho anh ấy. Đấy rồi, anh ấy ấy biết cậu gặp rắc rối rồi. Vậy à? Ừ, anh ấy không đến cũng bình thường. Bác sĩ tô lý do, cô vắng mặt không lý do. Theo quy định của bệnh viện. phạt cô. Cô không có ý kiến gì chứ? Chỉ là tối qua tôi có ca mổ quá lâu. Tôi mong phó viện trưởng mã sẽ xem xét lại cho đúng. Tôi lý sao? Chú ý thái độ nói chuyện với lãnh đạo. Đúng là vua chưa vội thái giám đã vội. Anh thật sự ghê tầm. Tôi sao? Cô quá láo xược rồi. Đây là thái độ nói chuyện với lãnh, đạo. Chuyện với lãnh đạo. đạo sao? Đúng, tôi chỉ thái độ này đấy. Có vấn đề, cô, viện trưởng phải xử phạt cô ta trường hợp này chúng ta phải phạt cô ta thật nặng tôi là nề mặt cô rồi vậy mà không biết điều được bây giờ tôi sẽ tuyên bố trước mặt trần tiên sinh kẻ gây rối với như cô chúng ta phải xử lý nghiêm phê bình nghiêm khắc được tôi luôn luôn chính trực nghiêm minh bảo anh đừng nói tự đó cơ mà nói hay lắm Hôm nay tôi đến đây cũng là để gây rối nhìn xem ngay cả Trần tiên sinh và cùng chí hướng tô giao cô tự ý bỏ ca trực tình hình rất nghiêm trọng người ta đã làm việc cả buổi chiều còn phải tăng ca đêm mấy người ngay cả cả nhân quyền cơ bản nhất cũng không tôn trọng hơn nữa là tôi chụ nơi mấy họ à chúng tôi ngày nào cũng ngủ chung một mái nhà vậy mối quan hệ của hai người 修无轮回。对是了？你疯你疯、嗯、你疯你疯、嗯、你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯你疯 对呀、啊，留得青山在，不怕没柴烧。你快退下！我姓桂，为何要退？<laughs> 苏瑶，你疯了！这道雷劈下来，他必死无疑。你你不怕会受到牵连吗？如果坤叔他不喜欢我，那一定是他错了。我相信要来了！如果陈先生的心意天地可见，这个雷不会劈下来的。 别劈了呀！都去死吧！什么哈，我来？绝不允许你伤他分毫！啊,啊！怎么这么强？ 是人是神、啊？我的天啊，这是道法，居然如此强悍，我从未见过。别说你没见过，就连我也是闻所未闻。不过有一点可以肯定，陈先生道法绝对是当世第一。天哪，姐夫也太帅了吧！他这是要欲与天公试比高。啊 <coughs>！陈先生居然没事，啊、刚刚的一切只是考验。 哈，陈 <laughs> 先生成功了，我大开眼界呀、啊！还好我足乖，还好我没看错。别秀恩爱了，我都快要被吓死了。不不不不，不不他怎么可能比我强？我不相信。我对陈先生真是佩服的五体投地呀！无论是从道法还是心性，都是举世难寻呀。 从今日起，我杨家愿奉陈先生为道家天师。我对陈先生心服口服。我曹家也愿奉先生为道家天师拜。哎，我这拜见道,道,道,道,道家天师。不报！你为什么对他卑躬屈膝啊？你给我闭嘴！你就敢冒犯道家天师？我现在宣布，给你。 断绝父子关系，走出家门。爸，不要啊！我错了，啊，我错了，我知道错了，求你了，自作孽不可。你现在可是风光无限、啊。这世间的万物都不及你半分，苏以瑶，你愿意嫁给我？我愿意。